Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 351. Chu Dương khế nói, không đợi đối phương trả lời anh đã tự mình lấy một chiếc ghế bên cạnh cô gái rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi, Chu Dương mới quay mặt lại và ngắm nhìn người đẹp một cách nghiêm túc. Cô gái trông rất trẻ, chỉ khoảng 23, 24 tuổi, nước da trắng ngần, dưới sự nổi bật của ánh đèn lại càng trở nên chói sáng hơn. Người đẹp mặc một chiếc áo t-shirt màu kaki với một chiếc váy ngắn. Phần cánh tay lộ ra ngoài trông giống như củ sen trắng, đôi chân dài lại càng làm cho Chu Dương phải âm thầm hít một hơi thật sâu. Chỉ với đôi chân dài thôi, cô gái đẹp này đã có thể so sánh được với Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân. Hơn thế nữa, khí chất toát ra từ cô gái này khác hoàn toàn so với hai người Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, càng điềm tĩnh và hờ hững hơn. Anh nhìn thấy người đẹp thì đều chủ động như thế sao? Người đẹp hơi nghiêng khuôn mặt, liếc mắt nhìn Chu Dương một cái rồi quay đi. Chu Dương hơi đờ đẫn, anh không ngờ câu đầu tiên cô gái xinh đẹp này nói lại là câu đó. Với lại, giọng nói của cô nàng này cũng vô cùng dễ chịu, vô cùng duyên dáng. Chu Dương nghĩ thầm cô gái như vậy thường thì tính cách sẽ khá là trầm tĩnh, thích ở một mình. Thế mà lúc này cô nàng lại đang ở trong yến tiệc ồn ào như này. Điều này khiến Chu Dương rất khó tưởng tượng được nguyên nhân rốt cục là gì. Lẽ nào cô gái này đến đây cùng với bạn trai? Nhưng có cô bạn gái xinh đẹp như thế này mà cậu bạn trai đó lại còn có tâm trạng đi tìm người khác nói chuyện ư? Lẽ nào hắn không sợ vừa quay đi thì đã không thấy bạn gái mình nữa sao? Chu Dương nghi vấn trong lòng rồi khẽ cười. Tuy anh không hề hay biết mục đích Giang gia tổ chức buổi tiệc lần này là gì, nhưng có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như thế này ở đây cũng coi như một chuyện vui vẻ, xem như đã không mất công đến. Thế thì không phải, tôi rất ít khi chủ động, thường chỉ có các người đẹp nhìn thấy tôi thì chủ động thôi, Chu Dương mỉm cười nói. Ồ, nói như vậy có nghĩa là hôm nay anh chủ động nói chuyện với tôi là tôi nên cảm thấy vinh hạnh đúng không? Người đẹp cảm thấy hơi bất ngờ, kiểu như cô không nghĩ là Chu Dương sẽ nói như vậy, cô lại một lần nữa hơi nghiêng mặt lại nhìn. Lần này thì người đẹp nhìn Chu Dương một cách nghiêm túc, ánh mắt cũng mang theo chút dò xét. Chu Dương có thể cảm nhận được cô gái xinh đẹp này đang cân nhắc, suy nghĩ về việc liệu người này đã từng gặp Minh hay chưa, có phải đã từng quen biết trước đó hay không. Rất hiển nhiên, đây là lần đầu tiên Chu Dương gặp cô gái này, và cũng tương tự người đẹp cũng chưa từng gặp Chu Dương. Khẽ lắc đầu, cuối cùng người đẹp cũng thôi không suy nghĩ nữa. Cô nàng đã xác nhận rằng mình chưa từng gặp người đàn ông đang ở trước mặt mình bao giờ. Đối với các thanh niên trẻ tuổi ở Trường Sa hay thậm chí ở cả tỉnh Tương Tây này, không dám nói là biết tất cả, nhưng phần lớn họ trông như thế nào thì cô đều biết hết. Còn người đàn ông đang ở cạnh mình lúc này thì cô nàng không quen, điều đó có nghĩa rằng anh không phải là anh tài trẻ tuổi gì cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Có điều thấy anh ở trong bữa tiệc mà lại rất thản nhiên như vậy, ngay cả việc anh bắt chuyện với mình cũng không chút sụt rè thì thực sự có vẻ như không giống dạng vô danh tiểu tốt. Ha ha, cũng như nhau cả thôi, tôi thấy người đẹp một mình cứ ở đây mãi, người khác đến tìm cô nói chuyện cô cũng không đáp. Còn tôi vừa nói thì người đẹp lại trả lời, như thế chẳng phải là cả hai chúng ta đều đang nể mặt nhau hay sao? Chu Dương cười nói, nhìn thấy ánh mắt cô gái xinh đẹp kia có chút ngạc nhiên. Anh không nghĩ rằng cô gái này lại thú vị như vậy, hoàn toàn khác biệt với những cô gái yểu điệu khác trong buổi tiệc. Ha ha, tôi ở Tương Tây quen biết rất nhiều người nhưng lại chưa bao giờ gặp anh. Anh là người ở tỉnh Tương Tây sao? Người đẹp chuyển đề tài câu chuyện, hỏi thẳng. À, Tương Tây có nhiều người như vậy, cho dù cô có quen biết nhiều người như thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ cô lại quen từng người một hay sao? Có những người cô không biết cũng rất bình thường. Chu Dương khẽ cười, thực ra trong lòng anh cũng đã có chút nghi hoặc. Với sự nổi tiếng hiện tại của Chu Dương ở Trường Sa và thậm chí cả tỉnh Tương Tây này, thực ra có không ít người nhận ra anh, đặc biệt là phụ nữ. Họ gần như rất quen thuộc với khuôn mặt này của anh. Thế nhưng cô gái trước mặt anh đây lại nói không biết, khó trách Chu Dương lại chú ý đến cô hơn nữa. Và lại, hôm nay Giang gia tổ chức yến tiệc này ắt hẳn là có việc gì đó quan trọng. Những người tới đây phần lớn đều là các anh tài trẻ tuổi, còn tôi chỉ là một gã vô danh, cô không biết tôi cũng là chuyện thường tình. Chu Dương từ tốn nói, anh không biết mục đích hôm nay Giang gia tổ chức buổi tiệc này sao? Lúc này lại tới phiên người đẹp cảm thấy kinh ngạc. Cô nàng cẩn thận quan sát biểu cảm của Chu Dương, phát hiện anh không phải đang nói dối thì trong lòng đột nhiên khựng lại. Mục đích Giang gia tổ chức ra buổi tiệc này hầu như các anh tài trẻ tuổi ở đây đều biết, thế nhưng lúc này cô lại gặp một người không biết gì. Sao hả? Không lẽ những người ở đây đều biết cả à? Ánh mắt Chu Dương sáng rực lên,
chợt cảm thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì. Nghe giọng điệu của cô gái này thì có vẻ như phần lớn mọi người ở đây đều biết mục đích Giang gia tổ chức ra bữa tiệc. Lẽ nào anh không phát hiện ra là hôm nay những người có mặt ở đây phần lớn đều là đàn ông sao? Người đẹp nói một cách rất thờ ơ. Lúc này, Chu Dương cũng mới nhận ra rằng ngoại trừ mấy cô gái cực hiếm hoi ra thì toàn bộ những người đang có mặt ở bữa tiệc này đều là đàn ông. Hơn nữa những người đàn ông này tuổi chỉ tầm trên dưới 30. Ngay lập tức, một ý nghĩ có phần hoang đường đột nhiên lóe lên trong lòng Chu Dương. Đúng thế thật nhỉ, lẽ nào Giang gia đang muốn kén rể sao? Chu Dương thuận miệng nói. Thực ra dựa vào những gì đang diễn ra trước mắt anh cũng chỉ có thể đoán như thế. Dù sao thì chuyện như thế này xảy ra không ít lần, cho dù cả ở thời cổ đại hay hiện đại. Không sai, anh nhìn thấy người kia không? Cô gái gật đầu, chỉ về phía một người đàn ông ở trung tâm buổi tiệc. Chu Dương nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái, quả thực là có nhìn thấy vài người. Anh lục soát trong trí nhớ của mình một chút liền nhận ra ngay lai lịch của mấy người đó. Đó là Giang Hành Nguyên. Con trai thứ hai của gia chủ Giang gia. Yến tiệc này là do ông ấy khơi ra, mục đích là để kén rể cho con gái ông ấy, người đẹp nói, ngữ điệu hết sức bình tĩnh. Quả đúng như thế thật sao? Chu Dương lầm bầm, ánh mắt nhìn về phía Trương Hành Nguyên đang là tiêu điểm giữa đám đông, trong lòng trầm tư thầm nghĩ. Vào thời khắc then chốt này mà Giang gia vẫn còn có tâm trạng để kén rể. Sốt cuộc là họ đang muốn làm trò gì đây? Chu Dương nhất thời cũng không biết được, nhưng thực ra cũng không khó để đoán. Trước mắt mỹ phẩm mỹ thần mà công ty danh Dương hợp tác với Trương gia đang diễn ra thuận lợi. Cửa hàng trụ sở cũng đang có chỗ đứng vững chắc ở Trường Sa. Hơn nữa dựa theo xu hướng phát triển hiện nay thì chẳng mấy chốc sẽ có thể mở thêm cửa hàng chi nhánh ở các thành phố khác của tỉnh Tương Tây. Cứ như vậy thế lực của Trương gia sẽ ngày càng trở nên vững chắc, thậm chí sẽ trở thành mối uy hiếp lớn đối với Giang gia. Bốn đại gia tộc trước giờ vẫn luôn nhìn Trương gia chòng chọc như hổ đói. Mà tình hình trước mắt có vẻ không được ổn lắm nên chắc chắn họ đang dục dịch chờ cơ hội hành động. Giang gia với thực lực có phần kém hơn một chút nay muốn nhân cơ hội kết thông ra để tăng cường thực lực của mình cũng là điều dễ hiểu. Ha ha, tôi cứ nghĩ rằng tiệc đã không phải là tiệc vui rồi, nào ngờ người cũng chẳng phải người tốt nữa. Chu Dương cười giễu cợt với vẻ mặt lạnh lùng. Sao anh lại nói như thế? Cô gái cảm thấy hơi bất ngờ, nghiêng đầu lại nhìn Chu Dương lần nữa. Tôi nghe nói Giang Hành Nguyên chỉ có một cô con gái tên là Giang Yến, rất nổi tiếng ở Trường Sa, thậm chí ở cả tỉnh Tương Tây này. Cô gái này không chỉ diện mạo xuất chúng mà còn vô cùng tài năng, là đối tượng mà rất nhiều anh tài hào kiệt trẻ tuổi ở Tương Tây muốn theo đuổi. Chu Dương thản nhiên nói, khẽ lắc đầu và nhấp một ngụm rượu vang trong tay. Bây giờ xem ra cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng. Người có mắt nhìn ai cũng có thể nhận ra mục đích Giang Hành Nguyên kén rể lần này. Thế mà cái cô Giang Yến đó cũng không thèm phản kháng gì, chỉ nghe theo ý của Giang Hành Nguyên. Như thế thì cô gái đó cũng chỉ là hạng nhu nhược hèn nhát thôi. Chương 352. Nói xong, Chu Dương lại thấy hối tiếc mà lắc đầu với bộ dạng cảm thán. Phải nói thật là Chu Dương vốn cũng có chút mong chờ đối với Giang Yến kia. Dù sao thì từ tất cả những tin tức mà anh tự nghe ngóng được, cộng với một vài thông tin từ chỗ Trương Kiệt, tất cả đã cho thấy Giang Yến là một cô gái không hề tầm thường. Cô không hề kiêu ngạo hống hách như người của Giang gia. Giang Yến không chỉ có dung mạo hơn người, tài giỏi xuất chúng, hơn nữa còn là người vô cùng trượng nghĩa. Trước đây, khi con cháu của Giang gia có ai gây chuyện thị phi ở bên ngoài, một khi để Giang Yến biết được thì chắc chắn sẽ bị cô dạy cho một bài học. Hơn nữa, vì Giang Yến lớn tuổi nhất và cũng được Giang Phàm Lưu yêu quý nhất trong đám con cháu đời thứ ba của Giang gia nên những ai bị cô dạy cho bài học thì đều không dám gây phiền phức cho cô. Nhưng bây giờ xem ra, Chu Dương cũng vô cùng thất vọng. Một cô gái kỳ tài như vậy, ai ngờ lại nghe theo lời bố, tổ chức buổi tiệc hoành tráng để kén rể. Ha ha, vậy sao? Sao anh biết được cô Giang Yến kia nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của Giang Hành Nguyên? Người đẹp kia hỏi lại một câu, ánh mắt không ngừng đong đưa nhìn lên mặt Chu Dương, dường như nhìn ra suy nghĩ thật sự trong lòng của anh. Không cần tôi phải biết, chỉ cần nhìn quy mô bữa tiệc hôm nay là thấy. Hơn nữa cô nhìn thần thái trên mặt Giang Hành Nguyên là biết, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Chu Dương cạn lời, lẽ nào vấn đề này vẫn còn gì đó nghi hoặc sao? Ở gia tộc lớn như Giang gia, thông thường, chuyện của con cái rất khó do bọn họ tự quyết định. Đặc biệt là những chuyện như hôn nhân đại sự, thông thường đều có tính chất liên minh. Kiểu nói ép hôn, cũng chính là kiểu này. Nếu không thì, tại sao mối quan hệ giữa các gia tộc lớn lại phức tạp đến vậy?
Hơn nữa cũng rất ít khi nghe đến việc con nhà nghèo lấy được tiểu thư nhà giàu. Dù sao thì chuyện cô nàng lọ lem cũng chỉ là câu chuyện tuổi thơ mà thôi. Ở bên này, Chu Dương và người đẹp thỉnh thoảng lại nói chuyện với nhau. Còn ở bên kia, Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân không hề rời mắt khỏi Chu Dương. Lúc này hai cô gái xuống lại một chỗ, nhìn Chu Dương và người đẹp chân dài kia nói chuyện vui vẻ, trong lòng các cô cảm thấy không thoải mái. Hừm, Linh Ngọc, lẽ nào cô cứ để mặc anh ấy như vậy sao? Nhìn anh ấy nói chuyện với người đẹp chân dài kia vui như thế, lẽ nào cô không lo lắng chút nào sao? Thẩm Bích Quân nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt ban đầu nhìn Chu Dương, bây giờ thu về nhìn sang Tạ Linh Ngọc ngồi ở bên cạnh. Dù sao thì Chu Dương và Tạ Linh Ngọc cũng là vợ chồng. Nhưng giờ đây, Chu Dương lại đang nói chuyện vui vẻ với một người đẹp chân dài ở bữa tiệc. Như vậy là muốn làm gì? Hơn nữa, nếu chỉ là nói chuyện với người phụ nữ bình thường thì thôi, lúc đó Thẩm Bích Quân có niềm tin là trước mặt mình và Tạ Linh Ngọc, đối phương sẽ không có cơ hội tận dụng thời cơ. Nhưng hiện giờ, người mà Chu Dương đang nói chuyện cùng lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Mặc dù theo như Thẩm Bích Quân thấy, cô gái kia mà so với mình thì không ai thua ai. Thậm chí, chỉ riêng đôi chân dài kia đã hút mắt hơn mình một chút rồi. Nhưng Tạ Linh Ngọc dường như không hề để ý. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng ngồi thưởng thức ly rượu vang trong tay. Đúng là tức chết đi được. Linh Ngọc, sao cô không có chút phản ứng gì vậy? Thẩm Bích Quân thấy bất lực, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng không vui. Đặc biệt là nhìn thấy Chu Dương và người đẹp kia ngồi sát nhau, trong lúc nói chuyện còn tựa sát hơn nên cô thấy mình như sắp phát điên. Hi hi, chào hai người đẹp, chỉ có hai cô ở đây thôi sao? Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng truyền rén. Tiếp đó là một người đàn ông trẻ tuổi mặt mày tóc tai bóng lộn, mỉm cười bước lại. Ánh mắt hắn nhìn lướt qua thân người Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc một lượt, ánh mắt như sáng bừng lên. Tạ Linh Ngọc không có phản ứng gì nhưng Thẩm Bích Quân cảm thấy khó chịu. Chu Dương đang ở đằng kia nói chuyện vui vẻ với người đẹp, còn các cô ở phía bên này thì lại có người đàn ông khác xuất hiện tán tỉnh. Hơn nữa, Thẩm Bích Quân chỉ nhìn một cái đã cảm thấy có chút chướng mắt. Người đàn ông trước mặt này, thoạt nhìn thì rất khách khí nhưng trên mặt lại hiện vẻ háo sắc. Còn cả cái vẻ dị thường lóe lên dưới khóe mắt hắn ta, Thẩm Bích Quân đều nhìn rõ mồn một. Hơn nữa, hiện giờ tâm trạng cô cũng không vui nên lại càng không có hứng thú đáp lại. Vì thế cô cũng không nói gì, cầm quả nho Mỹ nhét vào miệng rồi khế nhai. Thông thường mà nói, khi tán tỉnh người khác mà họ không thèm đáp lại thì những người biết ý sẽ tự động rời đi. Hơn nữa, biểu hiện của Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc hiện giờ đã rất rõ ràng. Chỉ thiếu chút nữa là nói thẳng ra. Chúng tôi không muốn đáp lại lời anh, ở đậu mát mẻ anh ra đó mà ngồi. Nói tóm lại là đừng có làm phiền đến chúng tôi. Nhưng người đàn ông kia dường như không chú ý đến phản ứng của hai cô gái, ngược lại còn vẫy tay phải, lập tức có một người phục vụ đi tới. Đường thiếu gia, người phục vụ rõ ràng là có quen biết với người đàn ông này nên nói năng rất cung kính. Đường thiếu gia cũng không đáp lại mà chỉ nâng chén rượu vang lên bày tỏ ý với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc là uống một ngụm nhỏ thôi. Tại hạ là Đường Thế Văn, không biết nên xưng hô thế nào với hai người đẹp đây. Đường Thế Văn khẽ cười, không hề để ý đến biểu hiện của hai người trước mặt mình. Những kiểu thủ đoạn, kiêu ngạo đơn giản như vậy, trong mắt Đường Thế Văn chỉ là trò trẻ con, ấu trĩ đến nực cười. Trước đây, không phải là hắn chưa từng gặp người phụ nữ như vậy, biểu hiện vô cùng giữ kế trước mặt mình. Dáng vẻ kiêu ngạo kiểu từ chối. Nhưng một khi hắn đã nói ra địa vị gia đình của mình thì đối phương sẽ như bị đánh bại, chủ động mà bám lấy. Quả nhiên, khi Đường Thế Văn nói xong thì Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân không khỏi nhìn hắn một cái. Người của Đường gia, Thẩm Bích Quân nói một cách kỳ dị. Cô thật không ngờ rằng, ở bữa tiệc như này, người đến bắt chuyện với các cô trước, lại là người của Đường gia. Đúng vậy, chính là Đường gia của Tương Tây. Trong ánh mắt Đường Thế Văn lộ rõ vẻ vui mừng. Trong lòng vô cùng đắc ý. Biểu hiện kỳ dị ban nãy của hai cô đã bị hắn nhìn ra. Hắn cũng vô cùng tự tin cho rằng, hai cô gái này chắc chắn sẽ kinh hãi khi nghe thấy tên và thân thể của hắn. Sau đó nhất định sẽ chủ động bám lấy. Hơn nữa, câu hỏi của Thẩm Bích Quân, theo như Đường Thế Văn thấy, nó giống như kiểu sau sự vui mừng kinh ngạc đan xen vẻ không dám tin mà muốn xác nhận lại một lần nữa. Lại đây nào, lại đây, đến xà vào lòng bổn thiếu ra đi. Thật không ngờ. Bữa tiệc hôm nay lại gặp được hai tuyệt sắc như này, đúng là không uổng chuyến đi. Ha ha, lúc này, trong lòng Đường Thế Văn như cười lớn, thậm chí bắt đầu có những vọng tưởng. Nhưng khiến Đường Thế Văn không ngờ đến chính là hắn đợi đối phương chủ động nhưng đối phương lại không có động tĩnh gì. Sao vậy nhỉ, lẽ nào hai người đẹp không tin?
nhìn thấy người ở đằng kia chưa, là bố của tôi, Đường Văn Trung của Đường ra đó. Đường Thế Văn chỉ về Đường Văn Trung ở giữa bữa tiệc. À, xem ra anh đúng là người của Đường ra rồi. Thẩm Bích Quân gật đầu, cười nhếch môi. Nhưng một giây sau, cô lại đổi giọng. Anh là người của Đường ra thì liên quan quái gì đến bọn tôi, cút xa một chút, đừng cản tầm nhìn của chúng tôi. Chương 353. Thẩm Bích Quân bực bội nói. Đường Thế Văn đứng trước mặt bọn họ, khiến tầm nhìn tới chỗ Chu Dương đều bị hắn ta che khuất hết. Điều này thực sự khiến Thẩm Bích Quân hơi khó chịu. Chu Dương đang nói chuyện rất vui vẻ với cô gái xinh đẹp ở bên kia, còn cô và Tạ Linh Ngọc bên này đang bị mấy kẻ này quấy rầy, chuyện này cũng đủ làm cho Thẩm Bích Quân bực mình. Anh Đường Thế Văn bỗng sững sờ, chết lặng ngay tại chỗ. Tình tiết đối phương chủ động tìm hắn làm quen, nói lời ngon ngọt đã không hề xảy ra giống như những gì hắn tưởng tượng. Ngược lại, còn bảo hắn cút đi. Đường Thế Văn hắn là ai chứ? Nhân vật xuất chúng đời thứ ba trong gia tộc Đường gia. Vậy mà ngay trong bữa tiệc của Giang gia lại bị một đứa con gái vô danh mắng chửi. Ngay lập tức, khuôn mặt Đường Thế Văn hiện rõ sự phẫn nộ. Cô có biết mình sẽ gặp hậu quả gì khi nói những lời này không? Nội tâm mặc dù đang gào thét tức giận nhưng lời nói vẫn giữ thái độ lạnh lùng kiêu ngạo. Đứng trước nhan sắc kiều diễm của hai cô gái Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, hắn quyết định cho hai cô gái này một cơ hội. Hậu quả, có hậu quả gì chứ? Thẩm Bích Quân chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn ta, ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng có. Đối với loại người chỉ biết dựa vào gia thế, suốt ngày ở bên ngoài ức hiếp người khác như hắn, đúng là kiểu mà trong lòng cô cảm thấy đáng khinh nhất. Hơ hơ, đương nhiên là hậu quả mà cô chẳng thể nào gánh vác nổi. Ngay đúng lúc này, một giọng nói vang lên, toát lên ngữ khí lạnh lẽo. Lời hắn ta nói ra khiến đối phương phải rắp rắp nghe theo, không thể nào kháng cự được. Thẩm Bích Quân tâm trạng bực bội, cau mày ngoảnh đầu nhìn lại. Một tên Đường Thế Văn là đủ rồi, miễn cưỡng không chấp nhặt ngó lơ hẳn. Bây giờ lại thêm một tên vờ vịt tỏ vẻ nữa. Thẩm Bích Quân muốn nhịn cũng không nhịn nổi, cô vốn dĩ chẳng phải là kiểu người giỏi chịu đựng. Tôi cũng muốn xem, hậu quả gì mà tôi gánh vác không nổi. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng. Bây giờ cô mới nhìn kỹ người vừa đến lúc nãy. Một người đàn ông trẻ tuổi, tầm khoảng 30, thân hình vạm vỡ, tóc đầu đinh, diện mạo khôi ngô. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ người này. Trong lòng có chút ngạc nhiên, nếu như đem người này để so sánh với tất cả những người đàn ông mà cô quen biết. Luận về thân hình thì mấy gã cô quen biết chẳng có cửa đề mà đem ra so sánh. Đến cả Ngưu Xuyên võ thuật siêu phàm, thân thể cũng không sánh nổi với người đứng ngay trước mặt cô đây. Dư Hồ Dư gia ở tỉnh Tương Tây, vừa nãy Thế Văn nói không sai, cho mấy người một cơ hội nói câu xin lỗi, hơn nữa phải uống với cậu ấy một ly, nếu không với mấy lời ban nãy cô nói ra, hậu quả mấy người khó lòng mà gánh vác nổi. Dư Hồ thờ ơ nói, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt đang chăm chú nhìn theo hắn. Ánh mắt sắt bén của hắn chỉ nhắm thẳng vào Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Quan hệ của hắn ta và Đường Thế Văn khá tốt, hôm nay lúc đến Giang gia trước lúc kết giao, ngoài việc muốn gặp Giang Yến xinh đẹp yêu kiều ra, chính là muốn xem thử có thể còn gặp được các người đẹp khác không. Suy cho cùng để ứng phó với Giang Yến, bọn họ lại chẳng nắm chắc được thông tin gì, dù gì cũng là người của Giang gia. Nhưng còn những người đẹp khác, ở trước mặt Đường gia và Dư gia bọn họ lúc nào cũng là kiểu xu nịnh, dễ chà đạp. Chỉ là bọn họ không ngờ, trong bữa tiệc này lại có thể gặp được người có nhan sắc có thể sánh ngang với tuyệt sắc mỹ nữ Giang Yến. Khiến Đường Thế Văn không kiềm lòng nổi mà chạy qua ngỏ ý chào hỏi làm quen. Điều bất ngờ khác là mặc dù biết rõ gia thế của hắn nhưng cô ấy cũng chẳng thèm nể mặt, lại buông lời bảo hắn cút đi. Khiến Dư Hồ không kiềm lòng nổi tính tò mò, quyết định đích thân đến gặp mặt hai người đẹp này. Sao nào, mấy người muốn động tay động chân ở nơi này đúng không? Thẩm Bích Quân khinh bỉ nói, cô nhìn thấy Ngưu Xuyên đang đi đến, một khi mấy tên này động thủ, Ngưu Xuyên sẽ khống chế bọn chúng ngay. Vì thế trong lòng cô càng tự tin hơn, không chút do dự khi đối mặt với bọn Dư Hổ và Đường Thế Văn. Hơn nữa, lúc ở Đông Hải cô cũng là thiên kim của tập đoàn Thẩm Thị, tham dự rất nhiều bữa tiệc trọng đại, từng gặp rất nhiều nhân vật nổi tiếng, lại còn có tiếng nói gấp nhiều lần so với bọn Đường Thế Văn và Dư Hổ. Huống hồ, cô lại là tổng tài của công ty Danh Dương. Hiện tại công ty cô đang phát triển nhanh chóng, khiến cô càng thêm tự tin. Hừ, chúng tôi là đàn ông, đương nhiên sẽ không ra tay với người đẹp, nhưng việc lúc nãy cô mắng Thể Văn, cô buộc phải giải thích rõ ràng. Dư Hồ mỉm cười nói, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt mang theo sự ép buộc vô hình.
tôi không có kinh nghiệm nói lời xin lỗi với những kẻ đê tiện, loại người như các anh, tôi gặp nhiều rồi. Tưởng rằng khi biết được thân thế của các người, ai cũng sẽ không cần mặt mũi mà chạy đến bên cạnh Xu Nịnh nói lời ngon ngọt sao. Cô cười khẩy nói, cũng chẳng thèm quan tâm đến hai kẻ này. Bởi vì cô nhận thấy không ít người nhìn thấy cảnh này đã tò mò đến xem, chỉ trỏ các cô. Đến tham gia buổi tiệc lần này, các cô chỉ muốn xuất hiện âm thầm cũng không muốn thu hút sự chú ý của người khác. Muốn đi rồi sao, chưa nói rõ ràng chuyện này, cô muốn đi cũng không được. Dư Hổ gật đầu đồng ý với Đường Thế Văn, hắn ta cười nhếch mép, định bước tới, giữ vai cô lại. Vèo, ngay lúc này, có ngọn gió thổi qua, một bàn tay khác giữ chặt tay hắn, khiến hắn có muốn cũng không động vào Thẩm Bích Quân được. Là kẻ nào, khuôn mặt Đường Thế Văn biến sắc, lớn tiếng la lên. Ở đây tuy là bữa tiệc do Giang gia tổ chức, nhưng tuyệt đối không có ai dám ra tay với hắn. Hắn muốn xem thử là kẻ to gan nào lại dám đánh mình. Lúc này, Ngưu Xuyên đứng bên cạnh, tay phải giữ chặt tay hắn, không để hắn chạm vào Thẩm Bích Quân. Không phải ai cũng có thể chạm vào cô ấy. Ngưu Xuyên lạnh lùng nói, ánh mắt hung dữ nhìn Đường Thế Văn. Ngay lúc này, Đường Thế Văn cảm nhận được mùi vị của cái chết. Điều này không khỏi khiến sắc mắt hắn kinh hoàng. Buông tay ra, Đường Thế Văn giọng điệu run rẩy, vầng trán nhễ nhại mồ hôi, tim đập thình thịch. Dự Hổ thấy cảnh tượng này, nheo mắt nhìn chằm chằm Ngưu Xuyên. Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Thế Văn như vậy, có thể biết được thực lực của Ngưu Xuyên không phải dạng tầm thường. Dư Hổ ngay lập tức quay lại mới dáng vẻ nghiêm túc, đồng thời tâm trạng lúc này thực sự cảm thấy không thoải mái. Trong bữa tiệc ở Giang Gia, lại có người đang red eye với Đường Thế Văn, lời hắn ta nói cũng chẳng có ai để tâm. Rõ ràng là đang xem thường Đường Gia và Dư Gia. Tôi đếm đến ba, anh bỏ tay ra. Nếu không hôm nay các người không thể bước ra khỏi Giang Gia này đâu. Dư Hổ lạnh lùng nói. Nhưng ngược lại, gương mặt của ba người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Ngưu Xuyên đều không thể hiện cảm xúc, không bị lay động. Một Dư Hổ gần giọng, yên tĩnh lúc này đã có không ít người chú ý đến động tĩnh ở đây. Tuy nói là tiệc tối, mọi người đều có thể tùy ý, nhưng người tổ chức là Giang Gia, hơn nữa ai cũng biết chủ đề của bữa tiệc này, nên rất cẩn trọng, chú ý đến hình tượng của bản thân. Bây giờ Dư Hổ làm loạn cũng không thể nói là chuyện nhỏ, thậm chí hai bên đã bắt đầu ra tay với nhau. Dư Hổ lại hét lên một tiếng, mấy người Ngưu Xuyên căn bản chẳng thèm để ý. Hai hắn giận sôi máu, đôi mắt nheo lại, hai tay từ từ cuộn tròn thành nắm đấm. Ba, chưa đợi Dư Hổ đếm đến ba, từ một góc phía xa vang lên một giọng nói. Mọi người ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang, Dư Hổ cũng khựng lại, gương mặt của hắn lúc này thực sự rất khó coi, từ từ ngoảnh đầu nhìn sang người lên tiếng. Hắn không ngờ, trong bữa tiệc, hết người này đến người khác chống đối lại hẳn. Anh có biết mình đang làm gì không? Khuôn mặt Dư Hổ ảm đạm như nước, ánh mắt lạnh lùng. Anh có biết mình đang làm gì không? Ngay cả người của tôi. Anh cũng dám động vào à? Chương 354. Câu nói này làm không ít người dự tiệc dùng mình. Một luồng khí lạnh lẽo lại bá đạo đột ngột ập tới. Mọi người nghe thấy liền xoay đầu nhìn theo, chỉ thấy một nam thanh niên từ trong góc bước tới, gương mặt hết sức nghiêm túc xen lẫn bỡn cợt. Đây là ai vậy? Dám nói ra những lời đó. Không biết nữa, không quen, có ai trong các người quen biết gì không? Sao tôi thấy người này quen mặt thế nhỉ? Ơ kìa, đây không phải là Chu Dương của công ty Danh Dương sao? Nửa tháng nay công ty Danh Dương nổi tiếng lắm, không ngờ anh ta cũng tới đây. Nói thế thì tôi cũng nhớ ra, đây là Chu Dương, hai cô gái kia thì một là tổng tài của công ty Danh Dương Thẩm Bích Quân, người còn lại có lẽ là vợ của Chu Dương. Không sai, chắc là vậy rồi, bây giờ thì hay họ đây. Người của Dư Gia và Đường Gia, vậy mà lại dám chọc tới Chu Dương. Chỉ là, tên Chu Dương này lúc trước đã đánh Giang Bắc tàn phế, bây giờ vẫn dám xuất hiện, chẳng lẽ không sợ Giang Gia báo thù sao? Mọi người rất nhanh đã nhận ra Chu Dương, đồng thời bàn tán, ai nấy đều tỏ vẻ hiếu kỳ, không ngừng đánh giá Chu Dương, cũng thuận tiện xem phản ứng của Giang Gia như thế nào. Lúc này Dư Hổ, cũng từ miệng người kế bên mới biết đây là Chu Dương, lập tức nheo mắt lại. Mày chính là Chu Dương. Dư Hổ lạnh lùng nói, tuy rằng gần đây danh tiếng Chu Dương vang dội, nhưng Dư Hổ không hề sợ hãi. Không chỉ Dư Gia là đại gia tộc thượng lưu ở Tương Tây, mà còn vì thực lực của Dư Hổ không giống người thường. Dư Hổ nói xong, Chu Dương không thèm để ý mà nhìn sang Tạ Linh Ngọc với Thẩm Bích Quân, thấy hai người không bị gì, trong lòng cũng yên tâm hơn. Lúc nãy anh đang nói chuyện vui vẻ với người đẹp xa lạ thì thấy bên này có chút động tĩnh. Nhìn kỹ mới phát hiện là Tạ Linh Ngọc với Thẩm Bích Quân có xích mích với người khác.
Biết có Ngưu Xuyên ở cạnh nên anh cũng không lo lắng lắm. Nhưng anh không ngờ đối phương sẽ ra tay thật, hơn nữa còn lớn tiếng không biết xấu hổ, đếm ba tiếng bắt Ngưu Xuyên buông tay. Anh nói đếm đến ba, lần thứ ba tôi đếm giúp rồi, anh còn muốn gì? Chu Dương dửng dưng nói, bước đến bên cạnh Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, cười híp mắt nhìn họ. Xì xào, trong chốc lát, không những là Dư Hổ, Đường Thế Văn mà đến cả những người xung quanh cũng xôn xao không ngớt. Bọn họ biết danh tiếng của Chu Dương, mức tiêu thụ của cửa hàng công ty Danh Dương cũng cực kỳ lớn. Nhưng họ không ngờ Chu Dương dám công khai đối đầu với Dư Hổ của Dư Gia ngay trong buổi tiệc của Giang Gia. Đầu óc Chu Dương có bị gì không đấy? Anh ta tưởng phế bỏ Giang Bắc thì không gì không làm được sao? Đúng vậy, Giang Bắc bị tàn phế, Giang Gia không làm gì được anh ta nhưng Dư Gia thì chưa chắc, Dư Gia là đại gia tộc đứng đầu tương Tây, muốn xử lý một người thì lại chẳng quá dễ dàng sao? Ây, lần này không biết Chu Dương có thể bước ra khỏi chỗ này không? Đúng vậy, trước tiên là đắc tội Giang Gia, giờ lại đắc tội Dư Gia và Đường Gia, Chu Dương này quả là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mọi người đều thầm kinh ngạc, ánh nhìn hướng về Chu Dương cũng toàn thương hại. Theo bọn họ nghĩ, Chu Dương đắc tội một lúc hết ba trong năm đại gia tộc của Tương Tây thì chắc khác gì tự hại chết mình. Cha, xem ra thành công gần đây đã làm mày không nhận thức được mình ở đâu rồi hả, nếu đã vậy thì tao cũng có lòng giúp mày nhìn cho rõ hơn, trước mặt tao, tất cả danh tiếng của mày không là gì cả. Dư Hổ cười đều, động đậy tay chân, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy hắn nhào tới trước mặt Chu Dương. Nắm đấm to lớn vụt đến trước mặt Chu Dương, gần trong gang tấc. Đường Thế Văn bị Ngưu Xuyên giữ chặt, nếu đối phương đã không buông tay thì Dư Hổ quyết định bắt đối phương phải buông. Dư Hổ từng nghe nói về Chu Dương. Tuy rằng thực lực trên thương trường không tồi, nhưng Dư Hổ cũng có tự tin của mình, một đấm này của hắn sẽ làm Chu Dương đứng không vững nữa. Loại láo xược này quỳ xuống cho bố mày. Gào to một tiếng, Dư Hổ cũng không để ý Đường Thế Văn, trực tiếp vung nắm đấm lên mặt Chu Dương. Hắn tự tin một đấm này của hắn không những đấm trúng Chu Dương, mà nhất định sẽ làm Chu Dương nát mặt. Lắm lời, Chu Dương gằn giọng một tiếng, hai chân hơi nghiêng sang hướng khác, đưa một tay lên, trực tiếp chắn lại nắm đấm của Dư Hổ. Anh có thể cảm giác được thực lực của Dư Hổ rất mạnh, thậm chí là mạnh hơn cả anh. Nhưng khoảng cách này cũng rất có hạn, không phải bản thân anh không có năng lực đánh lại. Suy cho cùng, anh cũng không thể chuyện gì cũng dựa dẫm Ngưu Xuyên, nhớ đâu có lần nào Ngưu Xuyên không bên cạnh anh. Chẳng lẽ anh chỉ còn nước đưa tay chịu trói? Anh chặn được nắm đấm của Dư Hổ nhưng vẫn cảm nhận được sức lực được truyền tới trên cánh tay. Rất mạnh. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chu Dương. Dư Hổ này mạnh hơn tất cả những đối thủ Chu Dương từng gặp. Chí ít cũng mạnh hơn Lưu Phong của Giang Gia. Sao cơ, vậy mà cũng chắn lại được à? Ừ sao lại vậy được, chẳng lẽ Chu Dương cũng có bản lĩnh vậy? Cái này khó nói, nếu không sao hắn dám đánh Giang Bắc tàn phế. Chẳng lẽ hôm nay Dư Hổ sẽ thua sao? Không chỉ mỗi Dư Hổ bất ngờ, đến những người khác theo dõi tới đây cũng kinh ngạc. Suy cho cùng, họ chỉ từng nghe không ít sự tích của Chu Dương, nhưng lại chưa bao giờ nghe thấy Chu Dương có thân thủ không tồi, thậm chí đến nắm đấm của Dư Hổ mà cũng đỡ được. Nếu chỉ có chút thực lực đó thì hôm nay mày không bước ra được đâu. Tuy rằng trong lòng sớm đã giật thót, nhưng Dư Hổ vẫn hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục dồn lực lên nắm giám. Lần này Chu Dương cũng cảm nhận được một sức ép không nhỏ. Thế nhưng sức ép này vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của anh. Câu này đáng ra phải nói với anh mới đúng, không biết anh lấy dũng khí từ đâu, dám nói những lời này trước mặt tôi, chẳng lẽ anh nghĩ anh là người của Dư gia thì tôi sẽ sợ sao? Chu Dương cười khẩy, cảnh tay dồn lực thật mạnh, đẩy nắm đấm của Dư Hổ, sau đó nhấc chân lên đạp về phía trước. Nếu một đạp này đủ sức, kể cả Dư Hổ cũng chịu không nổi. Xuyên tử! Nhanh tay lên, tôi không thích nhiều người nhòm ngó như vậy. Chu Dương lùi lại hai bước, bình tĩnh nói với Ngưu Xuyên. Anh đã khẳng định được một mình anh không thể xử lý Dư Hổ. Nhưng bây giờ số người vây quanh càng lúc càng đông, đặc biệt là có không ít người đã nhận ra anh. Chu Dương không muốn trễ giờ, bữa tiệc hôm nay anh đã nghe ngóng không ít thứ, tuy rằng anh không sợ Giang Gia làm gì mình nhưng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân lại rất dễ trở thành mục tiêu. Một khi Giang Gia bắt tay với mấy gia tộc khác cùng nhau công kích anh thì e rằng cho dù có Ngưu Xuyên ở bên cạnh cũng khó mà lo liệu hết. Vâng, anh Dương, Ngưu Xuyên đáp một tiếng, trên tay dùng lực mạnh, ngay lập tức vang lên một tiếng rắc á. Sắc mặt Đường Thế Văn trắng bệch chỉ trong khoảnh khắc, thảm thiết kêu một tiếng. Lúc này mọi người đều thấy hoảng hốt, bọn họ không ngờ người tên Ngưu Xuyên này trông có vẻ vô hại lại ra tay bẻ gãy cổ tay Đường Thế Văn chỉ trong chớp mắt như thế.
không xem Đường Gia và Dư Gia ra gì. Bóp, sau khi buông tay Đường Thế Văn, Ngưu Xuyên lập tức thay đổi mục tiêu, một bước dài về trước tiến đến trước mặt Dư Hổ, thậm chí Dư Hổ cũng chưa kịp phản ứng lại. Nếu anh Dương đã lên tiếng, vậy thì hôm nay mày không thể đứng dậy được. Dư Hổ ngây người, hắn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy gương mặt của Ngưu Xuyên xuất hiện ngay trước mắt. Bỗng chốc, hắn cảm nhận một sức mạnh khủng khiếp dội thẳng vào ngực mình, cả người ngã nghiêng, tâm trí hỗn độn, cuối cùng chỉ nghe được một câu nói và nhìn thấy một gương mặt cười tươi. Chương 355. Yên tĩnh, bữa tiệc tối vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc rơi vào im lặng. Đặc biệt là nhiều người xung quanh Chu Dương, lúc này sắc mặt của từng người đều kinh sợ, cơ thể đang trong trạng thái phòng bị. Dư Hổ đã ngã xuống, chỉ một cú đấm, bọn họ rõ ràng thấy Ngưu Xuyên vừa đấm vào ngực Dư Hổ đảo mắt ngã thẳng xuống. Trong ấn tượng của bọn họ, thực lực của Dư Hổ còn hơn thế này nhiều. Dẫu sao trước đây ở Trường Sa, thậm chí cả tỉnh Tương Tây, thực lực của Dư Hổ rất lợi hại, ngay cả vệ sĩ được các cậu ấm bỏ ra số tiền lớn để thuê cũng không phải là đối thủ của Dư Hổ. Thế nhưng bây giờ, Dư Hổ có thực lực mạnh mẽ trong lòng bọn họ không đỡ nổi một cú đấm của khác. Chuyện này, thực lực của người này mạnh đến vậy sao? Đúng vậy, nghe nói cậu ấy hình như là vệ sĩ của Chu Dương. Khi Chu Dương đánh Giang Bắc tàn phế, hình như chính vệ sĩ này đánh phế hết tất cả các vệ sĩ bên người Giang Bắc. Trước đây Giang gia cũng muốn ra tay với bọn họ, đã mời Lưu Phong, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của vệ sĩ này. Lẽ nào vệ sĩ này đã là bậc thầy võ thuật rồi sao? Tuổi vẫn còn trẻ như vậy, không thể là bậc thầy võ thuật được. Mọi người lập tức bắt đầu thảo luận, trong ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nhìn nhóm người Chu Dương. Động tĩnh ở đây cuối cùng đã thu hút sự chú ý của Giang Hành Nguyên, Dư Hoa, Đỗ Văn và Đường Văn Trung, bọn họ nhao nhao liếc nhìn. Đi hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Sắc mặt của Giang Hành Nguyên có chút khó coi. Đây là bữa tiệc do Giang gia tổ chức, thế nhưng ở đây có người gây rối. Đây rõ ràng là coi thường Giang gia, xem thường Giang Hành Nguyên. Chẳng mấy chốc, có người Giang gia tiến lên phía trước hỏi tình hình. Chỉ trong vài chục giây, sắc mặt người làm đó kinh hãi quay lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Hành Nguyên nhìn thấy vẻ mặt của người kia khác thường, trong lòng cũng bắt đầu nghi ngờ, không nhịn được trầm giọng hỏi. Bữa tiệc lần này để kén rể cho con gái Giang Yến của ông ta, vì mục đích này mà ông ta hạ thấp thân phận, đã mời hầu hết những thanh niên tài giỏi của cả tỉnh Tương Tây. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người quấy rối ở đây. Nhị gia, là Chu Dương đang ở đó. Người giúp việc căng thẳng nói, danh tiếng của Chu Dương gần đây đã vang dội khắp tỉnh Tương Tây. Hơn nữa, trước đây Chu Dương đã đánh Giang Bắc tàn phế. Anh ta chỉ là một người giúp việc, trong lòng rất sợ hãi. Chu Dương, trong lòng Giang Hành Nguyên kinh ngạc, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, ông ta đã gửi thiệp mời cho Chu Dương. Cậu ta đã đến, tại sao ta lại không biết? Giang Hành Nguyên trầm giọng hỏi. Theo tình huống bình thường mà nói, một người quan trọng như Chu Dương một khi xuất hiện, bảo vệ gác cổng nên phải thông báo cho ông ta, nhưng bây giờ, ông ta không nhận được bất kỳ tin tức nào. Nhị gia, bảo vệ gác cổng hôm nay là Giang Thập luôn trông coi, bọn họ. Người kia do dự một chút, nhưng vẫn tiếp tục nói. Trước đó khi Chu Dương đến, bọn họ đã ra tay ngăn cản nên bị Chu Dương đánh. Bây giờ bọn họ đang dưỡng thương ở phía sau, bọn họ sợ bị trừng phạt cho nên không nói với ngài. Người giúp việc dè dặt nói. Dẫu sao anh ta cũng là người biết chuyện này, nếu Giang Hành Nguyên muốn truy xét thì cũng có thể xử phạt anh ta có trách nhiệm biết chuyện mà không báo cáo. Láo xược, bọn họ sao dám làm như vậy, lẽ nào trước đây ta chưa từng nói, bữa tiệc hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra chút bất trắc nào à? Đi truyền mệnh lệnh của ta, kêu bọn họ tự mình đi tiếp nhận hình phạt. Sau khi Giang Hành Nguyên nghe xong, ngay lập tức giận dữ, lạnh lùng hét lên. Lúc này, ông ta vô cùng tức giận, không chỉ vì hai bảo vệ gác cổng có chuyện không báo cáo, thậm chí ngay cả người giúp việc trước mặt này cũng biết chuyện mà không thông báo. Nếu Giang Hành Phương có mặt ở đó, những người này tuyệt đối không dám làm như vậy. Đi, đi xem, Giang Hành Nguyên nói xong liền sải bước lớn đi qua đó. Ông ta muốn xem hôm nay Chu Dương đến đây lại muốn gây rối gì. Lẽ nào cậu ta thực sự muốn trở mặt triệt để với Giang gia? Dừng tay, Chu Dương, đây là Giang gia, cậu không được láo xược. Chen ra từ đám đông, Giang Hành Nguyên nhìn thấy nhóm người Chu Dương. Lúc này, Đường Thế Văn đang nâng cổ tay, không ngừng chu chéo. Dư Hổ cũng đang ngã gục trên đất, bất tỉnh. Giang Hành Nguyên kinh ngạc, Đường Thế Văn thì đã đành. Danh tiếng của hắn luôn rất tệ, cho dù hắn là con trai của Đường Văn Trung,
nhưng Giang Hành Nguyên cũng không sợ Đường Văn Trung. Dẫu sao Đường gia là gia tộc yếu nhất trong 5 gia tộc lớn. Nhưng Dư Hổ thì khác, hắn là con trai của Dư Hoa, bản thân có bản lĩnh. Không đề cập đến việc có thể so sánh với đại sư Ngô Học, thì Giang gia cũng không thể gây sự với Dư gia. Mặc dù Dư Hổ không phải bị Giang gia đánh ngất, nhưng điều bất trắc như vậy xảy ra trong bữa tiệc của Giang gia. Giang gia, Giang Hành Nguyên phải đưa ra một lời giải thích. Nhìn thấy Giang Hành Nguyên đã đến, khuôn mặt mọi người xung quanh cũng lộ ra vẻ suy ngẫm. Hầu hết bọn họ đều biết mục đích buổi tiệc hôm nay. Cho nên bây giờ thấy Chu Dương gây rắc rối với con cháu của Đường gia và Dư gia, hơn nữa còn đã đánh người. Bọn họ trái lại muốn xem, Giang Hành Nguyên với tư cách là chủ nhà muốn xử lý như thế nào. Giang Hành Nguyên đã đến, tiếp theo có kịch hay để xem rồi. Đúng vậy, dẫu sao trước đây Chu Dương đã đánh Giang Bắc tàn phế, Giang Bắc là cháu trai của Giang Hành Nguyên. Không biết liệu ông ta có vì cháu trai mà đòi công lý không? Cái này cũng khó nói, dẫu sao Giang Bắc bị phế, Giang Hành Phương cũng mất đi tư cách cạnh tranh địa vị gia chủ. Đối với Giang Hành Nguyên mà nói, chuyện này vô cùng có lợi. Chưa kể, bây giờ 5 gia tộc lớn đang tụ tập ở đây, trừ đi Trương gia có mối quan hệ tốt với Chu Dương, 4 gia tộc còn lại không có quan hệ gì với Chu Dương, cộng thêm bây giờ Chu Dương đã đắc tội với Đường gia và Dư gia, trong chốc lát đã đắc tội với 3 gia tộc lớn, nhưng các người xem dáng vẻ bình tĩnh của Chu Dương này, nhất định là có chuẩn bị, không chắc là sợ những gia tộc lớn này. Mọi người bàn tán sôi nổi, ánh mắt của bọn họ cứ liếc qua liếc lại giữa Chu Dương và Giang Hành Nguyên. Ha ha, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là người Giang gia. Chu Dương không quan tâm, dửng dưng nói. Chu Dương, tôi có ý tốt mời cậu tham gia bữa tiệc, nhưng cậu lại đánh nhau ở đây. Lẽ nào cậu thực sự muốn chống đối với 4 gia tộc lớn của chúng tôi sao? Giang Hành Nguyên lạnh giọng chất vấn. Ông ta hiện tại không muốn trực tiếp trở mặt với Chu Dương. Dẫu sao, mấy lần đánh nhau trước đó, ông ta cũng biết Chu Dương tuyệt đối không phải là một người dễ kiếm chuyện. Trước kia cậu làm cháu trai Giang Bắc của tôi bị thương, Giang gia chúng tôi đã không làm gì cậu. Bây giờ, cậu đánh thương người trong bữa tiệc của Giang gia, lẽ nào không đưa ra lời giải thích sao? Thấy Chu Dương im lặng, Giang Hành Nguyên lạnh lùng chất vấn, từng bước ép sát, muốn nắm chắc lấy quyền chủ động. Chỉ có như vậy, một khi hai bên trở mặt, ông ta mới có thể chiếm thế chủ động, có thể vừa tấn công vừa rút lui. Đến lúc đó bất kể ông ta muốn làm gì, không ai có thể nói được. Giải thích, tôi chưa từng giải thích cho người khác. Ông là thứ gì, ông biết rõ trước đây tôi đã đánh phế Giang Bắc, bây giờ lại chủ động mời tôi, trong đó có mưu tính gì, cho rằng tôi không biết à? Chu Dương cười nhếch môi, mắt sáng như đuốc nhìn về Giang Hành Nguyên. Anh biết rõ mục đích của Giang Hành Nguyên, đừng nói trước đây anh có ân oán với Giang gia. Cho dù không có, Chu Dương cũng không thể thờ ơ bị một người lạ toan tính như thế. Tôi căn bản không thèm để tâm tới mấy chuyện tào lao của Giang gia các người, nhưng ông vì cạnh tranh địa vị gia chủ muốn khuếch trương danh tiếng, cũng không sai. Chu Dương tạm dừng, sau đó thay đổi giọng điệu, lạnh lùng nói. Nhưng ông sai ở chỗ là không nên dùng tôi làm phong nền cho ông còn chưa có tư cách này đâu. Chương 356. Chu Dương nói xong, tất cả mọi người đều choáng váng. Ngay cả Giang Hành Nguyên cũng sững sờ, nhìn Chu Dương. Anh vừa nói cái gì? Không có tư cách, trong lòng mọi người lập tức kinh ngạc, hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Chu Dương khác hoàn toàn so với vừa nãy. Nếu như khi nãy họ nhìn Chu Dương, mang theo chút tò mò và hứng thú. Vậy thì bây giờ, trong ánh mắt của tất cả bọn họ ngoại trừ kinh ngạc, thì nhiều hơn là sự khâm phục. Ngũ đại gia tộc ở tỉnh Tương Tây là những gia đình nắm giữ quyền lực hàng đầu, mà Giang gia là một trong số đó, năng lực hùng mạnh không cần phải nói nhiều. Phàm là người ở Tương Tây. Đều hiểu rõ sự lợi hại của Giang gia, đặc biệt là người ở Trường Sa, càng biết rõ mồn một. Từ trước tới nay chưa từng có người dám khiêu khích ngũ đại gia tộc, mà vẫn có thể sống yên ổn. Bây giờ trong bữa tiệc kén rể của Giang gia, Chu Dương người từng đánh Giang Bắc nhà Giang gia tàn phế, lại ở trước mặt mọi người thẳng thừng nói Giang Hành Nguyên không đủ tư cách. Đây là sự xem thường lớn nhất đối với Giang Hành Nguyên và Giang gia. Theo ý của Chu Dương, Giang Hành Nguyên cũng được, Giang gia cũng được. Muốn dùng Chu Dương làm đá lót đường để nâng cao tên tuổi thì một chút tư cách cũng không có. Thằng nhãi danh hỗn xược, tôi nói lời tốt đẹp, cậu lại nói năng lỗ mãng, cậu đánh bị thương bảo vệ của Giang gia, tôi không tính toán với cậu, nhưng cậu dám sỉ nhục tôi. Giang Hành Nguyên điên tiết giận dữ, chỉ vào Chu Dương. Lúc này, ông ta thật sự phẫn nộ. Trước kia giữa Chu Dương và Giang gia mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng chủ yếu là mâu thuẫn với cha con Giang Hành Phương.
Trong mắt Giang Hành Nguyên, bản thân và Chu Dương không có xung đột lợi ích trực tiếp. Ngay cả lần này, tứ đại gia tộc đã liên thủ công kích mỹ phẩm Mỹ Thần, Chu Dương đưa công ty Danh Dương đến chi viện, Giang Hành Nguyên cũng không nghĩ rằng giữa mình và Chu Dương có xung đột lợi ích trực tiếp. Cho nên ông ta có thể cười với Chu Dương, trong lòng không hề có gánh nặng. Nhưng bây giờ, Chu Dương lại chế nhạo ông ta trước mặt bao nhiêu người. Đó chắc chắn là đang đánh vào mặt Giang Hành Nguyên là ông ta, còn là một cái tát khốc liệt. Thôi xong, Giang Hành Nguyên tức giận rồi. Đúng vậy, lúc trước suy cho cùng Giang gia không dùng hết sức mạnh, lần này, Chu Dương không biết suy xét, nói năng vô lễ, một khi Giang gia thật sự ra tay, đám người Chu Dương sợ là không bước nổi chân ra khỏi sảnh lớn nhà Giang gia tuổi trẻ ngông cuồng, sợ là bản thân anh ta có lợi hại đến đâu, một đại gia tộc như Giang gia, nắm giữ năng lực còn sâu hơn Chu Dương tưởng tượng nhiều lắm chưa kể, hôm nay người của Dư gia, Đường gia cũng ở đây, Chu Dương làm người nhà bọn họ bị thương. Sợ là tình hình không ổn, mọi người đột nhiên lùi về phía sau hai bước. Muốn cách xa Chu Dương một chút, bọn họ nghĩ rằng, Chu Dương lần này, chắc chắn là tìm đường chết. Ha ha, lẽ nào không phải ông tự chuốc lấy sao? Ông thấy tôi ra tay với bảo vệ của Giang gia, không thèm quan tâm đến nguyên nhân, ông chỉ nhìn thấy tôi ra tay với hai kẻ cặn bã này, nhưng cũng không hỏi, bọn họ đã làm gì. Chu Dương cười khẩy, chế giễu. Xem ra, trong lòng ông, Chu Dương tôi chỉ là nhân vật nhỏ, một khi phát sinh mâu thuẫn với ngũ đại gia tộc các người, thì nhất định là lỗi của tôi, thật là nực cười. Câu nói của Chu Dương, giọng điệu mạnh mẽ, vang vọng khắp bữa tiệc. Tất cả mọi người đều chấn động, hết sức kinh ngạc. Bọn họ vô cùng khâm phục và khiếp sợ Chu Dương, quả thật những lời này rất nhiều người đều đã từng nghĩ đến. Nhưng chẳng có ai dám trực tiếp nói ra, tất cả đều sợ hãi thế lực của ngũ đại gia tộc. Chỉ sợ lời nói của bản thân không cẩn thận chọc giận đối phương, rước họa vào thân. Bây giờ, Chu Dương dám dũng cảm nói ra, mọi người đột nhiên cảm thấy dường như đây là lời nói của chính mình, trong lòng vô cùng sảng khoái. Nói hay lắm, chúng ta trong mắt đại gia tộc như Giang gia, chắc chắn chỉ là nhân vật nhỏ, nếu bọn họ thực sự không xem chúng ta như con người, chúng ta cũng không cần thiết phải chú ý đến mấy nhân vật lớn này. Đúng vậy, không có mấy nhân vật nhỏ như chúng ta làm nền, bọn họ có là cái quái gì? Ha ha, sảng khoái, mấy lời này, tôi muốn nói từ lâu rồi, tiếc là vẫn không dám, bây giờ nghe người anh em này nói vậy, khiến tôi bỗng dưng tỉnh ngộ. Đúng vậy, ngũ đại gia tộc bọn họ quả thực thế lực rất lớn, nhưng chúng ta đoàn kết với nhau, cũng có đủ sức mạnh để đánh một trận với họ. Cậu Chu nói rất hay, dựa vào những lời cậu nói khi nãy, hôm nay ở đây, không ai dám động vào cậu. Phải, chúng tôi ủng hộ cậu, nếu như Giang gia dám ra tay, chúng tôi tuyệt đối không để yên. Ngay sau đó, tất cả mọi người hết sức giận dữ, như thể những lời Chu Dương vừa nói, thực sự đã khơi dậy sự phẫn nộ và những kim nén từ lâu trong nội tâm họ. Lúc này, họ không hề sợ hãi, dũng cảm nói hết những lời giấu kín trong lòng, thậm chí còn hung hồn hơn cả Chu Dương. Tình huống này đến quá bất ngờ, không chỉ Giang Hành Nguyên, ngay cả Chu Dương, cũng vô cùng kinh ngạc. Lời anh vừa nói, đơn thuần chỉ là vô cùng khó chịu với đại gia tộc như Giang gia, nhưng không có ý vì mấy người này. Nhưng mọi người lại hiểu lầm ý anh, quay lại đứng cùng chiến tuyến, vô cùng tứ giận nhìn chằm chằm Giang Hành Nguyên. Chu Dương cười gượng gạo, anh không có ý đó, nhưng cũng im lặng không chủ động giải thích. Mọi người đã hiểu nhầm, vậy thì Chu Dương cũng muốn xem thử, mấy người này thật sự có khả năng chống lại được áp lực của Giang gia hay không. Anh Giang, phát sinh chuyện gì vậy, gây ra động tĩnh lớn, chúng tôi ở bên kia đều nghe thấy. Đúng lúc đó, có ba người từ phía bàn tiệc bên kia chậm rãi bước đến. Lúc này trong lòng mọi người đang vô cùng giận dữ, quyết định đứng chung chiến tuyến, đột nhiên nghe thấy tiếng nói này, lập tức trừng mắt nhìn qua. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt nhìn rõ ba người phía sau, tất cả mọi người hít thở nhẹ, rơi vào trầm mặc. Ngay cả người vừa đứng bên cạnh Chu Dương có tâm trạng kích động nhất, lúc này cũng lặng im, hơn nữa còn từ từ bước ra mấy bước, cách xa Chu Dương một khoảng. Chu Dương cũng không để ý lắm, anh chỉ nhẹ nhàng cười, không hề lên tiếng. Anh vốn dĩ cũng chẳng có nhiều hy vọng vào đám người này, bây giờ bọn họ tự mình lựa chọn, Chu Dương tất nhiên sẽ không bất mãn hay oán giận gì. Chỉ là, anh đang xác nhận lại thân phận của ba người này. Có thể khiến những người ở đây đang điên tiết lại lập tức trầm mặc, nhất định cũng là đại gia tộc như Giang gia. Chu Dương không nhìn thấy người của Trương gia, nên có lẽ ba người này, chắc là người của Dư gia, Đỗ gia và Đường gia rồi. Dư Hoa, Đỗ Văn, Đường Văn Trung, Chu Dương đọc thầm mấy cái tên. Nghĩ muốn đem tên liên kết với mấy người này. Lúc trước anh đã tìm hiểu tình hình của tứ đại gia tộc từ chỗ Trương Anh.
Bây giờ xem ra, điều này cũng hữu dụng, ít nhất khi gặp họ anh không rơi vào tình huống, đến cả đối phương là ai cũng không biết, mù quáng, không biết tự lượng sức. Chương 357. Cách đó không xa, Dư Hoa, Đỗ Văn, Đường Văn Trung cùng nhau đi tới. Động tĩnh bên này hơi lớn, lúc nãy ba người bọn họ ở sân nhỏ phía bên kia cũng bị thu hút, đặc biệt là khi nghe giọng của Giang Hành Nguyên. Đây là bữa tiệc do Giang gia tổ chức, lại có người dám ở Giang gia, to tiếng với Giang Hành Nguyên. Ba người họ bởi vì tò mò, cùng nhau đi qua, muốn xem chuyện náo nhiệt, nhân tiện cũng muốn xem thử có thể giúp được gì không. Trong chớp mắt, cả ba người đã đến bên cạnh Giang Hành Nguyên. Chỉ là giây tiếp theo, sắc mặt của Dư Hoa và Đường Văn Trung đều thay đổi. Dư Hổ, Thế Văn, Dư Hoa và Đường Thế Trung tái mặt, hô lên một tiếng, lập tức kiểm tra tình trạng của hai người trước mặt. Dư Hổ là con trai của Dư Hoa, ở Dư gia, địa vị rất cao, thân thủ cũng rất tốt, có thể so sánh với võ sư, còn Đường Thế Văn cũng chính là con trai của Đường Thế Trung, mặc dù có chút hung hăng ngang tàn, tính khí không tốt, nhưng được Đường Thế Trung vô cùng thương yêu cưng chiều. Bọn họ đưa con trai đến tham dự buổi tiệc này, một mặt là để nhận biết một chút phong thái của Giang Yến, nếu như có thể được Giang Yến coi trọng, liên hôn với Giang gia, tất nhiên là chuyện tốt. Cho dù không được thì cũng có thể xây dựng mối liên kết. Nhưng bọn họ không ngờ, lúc này Dư Hổ và Đường Thế Văn lại thảm hại như vậy. Mới bao lâu chứ, bữa tiệc bắt đầu chưa được nửa tiếng, mà Dư Hổ và Đường Thế Văn rời khỏi tầm mắt của Dư Hoa và Đường Thế Trung, còn chưa được vài phút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh Giang, lẽ nào không định giải thích gì với chúng tôi sao? Dư Hoa lạnh lùng nói, ông ta đã kiểm tra qua, Dư Hổ chỉ là bất tỉnh, trên người không có vết thương. Nhưng Đường Thế Văn thì khác, cổ tay Đường Thế Văn là bị người khác đánh gãy, cho dù cố gắng chữa trị, e rằng cũng không khỏi hẳn, sẽ để lại di chứng. Nếu như vậy, tương lai của Đường Thế Văn, sợ là sẽ có một cánh tay tàn phế. Giang Hành Nguyên, ông không cho tôi một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ không bỏ qua cho ông, giọng Đường Thế Trung vô cùng hung dữ. Tình trạng bi thảm của con trai Đường Thế Văn, khiến ông ta đau lòng thương xót, hết sức phẫn nộ. Lại có kẻ khiến con trai ông ta bị thương ở đây. Đây rõ ràng là coi thường Đường gia. Nhìn thấy sự giận dữ của hai người, trong lòng Giang Hành Nguyên cũng khổ sở không kém, không phải bản thân không làm tròn nghĩa vụ chủ nhà. Quả thực hai người này, chọc giận ai cũng được, lại đi chọc giận Chu Dương. Lẽ nào bọn họ không biết, Giang Bắc bị Chu Dương đánh cho tàn phế sao? Anh Dư, anh Đường, hai cháu trai là do tôi không chăm sóc tốt, nhưng bây giờ chúng ta nên truy cứu trách nhiệm của hung thủ, chứ không phải ở đây nổi giận. Giang Hành Nguyên trầm giọng nói, giọng điệu nhượng bộ. Đối mặt với tình huống như vậy, Giang Hành Nguyên không thể không mềm mỏng nhượng bộ hung thủ. Là ai? Dư Hoa và Đường Thế Trung nghe đến hung thủ, ngay lập tức quay qua. Giang Hành Nguyên, còn cả ánh mắt của những người xung quanh đều nhìn về Chu Dương. Là mày, Chu Dương, ánh mắt nhiều người đều đổ dồn về phía Chu Dương, không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra một hai phần, Dư Hoa và Đường Thế Trung đã nhận ra anh. Chu Dương thấy ánh mắt của những người xung quanh đều nhìn đến mình, bất giác có chút cạn lời. Vừa nãy bộ dạng của họ còn căm phẫn sôi sục, nhất quyết đứng cùng chiến tuyến với anh, lúc này không chỉ không giúp đỡ, mà ai ai cũng đều tránh xa, thậm chí đến cả ánh mắt họ, cũng tố cáo anh. Bản chất con người, đúng là biến hóa khó lường. Chu Dương thì thầm một câu, vốn dĩ cũng không đặt quá nhiều hy vọng với mấy người này. Đương nhiên, mấy người này lựa chọn tồn tại lệ thuộc vào tứ đại gia tộc, Chu Dương sẽ không ngăn cản, mà có ngăn cản cũng không được. Loại phục tùng và sợ hãi này ghim sâu trong lòng họ, không phải chỉ trong chốc lát là có thể thay đổi. Là tôi, thì sao nào? Con trai mấy người không được dạy dỗ, bắt nạt người khác, tôi chỉ khuyên nhủ chút, nhưng bọn họ không nghe lời khuyên, khăng khăng muốn ra tay, tôi cũng chỉ là cảnh cáo một chút, để bọn họ biết rằng, có vài người không nên động rén. Chu Dương nhẹ nhàng nói, nét mặt bình thản, dường như việc làm và lời nói của bản thân không hề sai, cũng không khiến anh lưỡng lự. Si, vừa dứt lời, mọi người như cảm nhận có luồng khí lạnh. Lúc này, nét kinh ngạc trên mặt không thể diễn tả được hết suy nghĩ thực sự trong lòng họ. Thâm tâm họ thầm gào thét, sao dám chứ? Chu Dương dám làm như vậy? Sao anh dám nói mấy lời này trước mặt Dư Hoa và Đường Thế Trung? Đây chẳng phải đang nói bọn họ không biết cách dạy con, còn Chu Dương muốn thay họ dạy dỗ sao? Dư Hoa và Đường Thế Trung cùng sững sờ, thậm chí họ mất một lúc mới phản ứng lại. Chu Dương dám nói những lời này? Bọn họ sống đến từng này tuổi, chưa có ai dám nói với họ như vậy, ngay lập tức hai người cảm thấy như bị xúc phạm. Họ là người đại diện cho thế hệ thứ hai của Dư gia và Đường gia,
có địa vị cao trong gia đình. Còn Chu Dương thì sao? Chẳng qua chỉ là cổ đông của công ty Danh Dương, không có lai lịch, người như vậy, làm gì có tư cách nói mấy lời này với họ. Được, được, được lắm, không ngờ cậu lại dám thừa nhận, cậu rất tự tin, nhưng tôi nói cho cậu biết, sự tự tin của cậu không đáng nhắc đến trước mặt Dư gia chúng tôi. Cậu nghĩ rằng hợp tác với Trương gia, có Trương gia làm chỗ dựa, cậu có thể tung hoành ở tỉnh Tương Tây sao? Dư Hoa cười nhếch mép, ha ha, Trương gia cũng ở đây, tôi muốn xem thử, chỗ dựa Trương gia của cậu, có dám đứng ra bảo vệ cậu không? Đường Thế Trung bảo thuộc hạ đưa Đường Thế Văn vào bệnh viện, nét mặt u ám nhìn Chu Dương. Hai người họ chưa bao giờ giận dữ như vậy. Trong lúc họ nói chuyện, người của Trương gia cũng đi tới. Trương gia do Trương Luân và Trương Anh dẫn đầu lên tiếng. Chu Dương, Trương Kiệt đang định lên tiếng thì bị Trương Luân vươn tay giữ lại. Đây là chuyện do cậu ta gây ra, đừng quan tâm nhiều làm gì. Trương Luân lạnh lùng nói ông ta vô cùng bất mãn và oán hận Chu Dương. Khi công ty Danh Dương thành công với cửa hàng mới, Trương Luân nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội trả thù. Nhưng không ngờ, Chu Dương đến tham gia bữa tiệc của Giang gia, lại còn ở đây đánh người của Dư gia và Đường gia bị thương. Đơn giản là tìm đường chết. Lúc này, Trương Luân tất nhiên rất vui, cũng sẽ không để người trưởng gia ra mặt giúp Chu Dương. Nhưng mà, Trương Kiệt vẫn còn muốn tranh luận, em trai tốt của tao, mày có thể đứng lên nói giúp Chu Dương, nhưng Trương gia sẽ không thể làm chỗ dựa cho mày. Ngay lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Trương Đào không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, đắc ý nhìn Trương Kiệt. Anh, Trương Kiệt choáng váng, do dự trong chốc lát. Sự xuất hiện của Trương Đào cũng thu hút sự chú ý của người Trương gia, bọn họ nhớ rõ, Trương Đào không đi cùng bọn họ. Vậy thì tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Chương 358. Trương Kiệt do dự một lúc, cuối cùng liếc nhìn bố Minh, phát hiện Trương Anh cũng thờ ơ, không nhìn mình. Trong lòng cảm thấy hơi bi thảm cuối cùng, dường như đã đưa ra một quyết định quan trọng, Trương Kiệt nghiến răng, sải bước đi về phía Chu Dương. Chu Dương, tôi ủng hộ cậu. Trương Kiệt mỉm cười, chỉ là hơi áy náy. Sau đó ánh mắt Trương Kiệt liếc nhìn Dư Hoa và Đường Văn Trung, có chút mỉa mai Dư gia và Đường gia có đức hạnh gì, đặc biệt là Dư Hổ và Đường Thế Văn, chỉ cần là người Tương Tây, ai không biết. Nếu như bọn họ không khiêu khích người khác, sao Chu Dương có thể ra tay với bọn họ được? Mấy người nói đạo lý, thật khiến tôi ghê tởm. Trương Kiệt cười nhếch mép, nói xong, cậu ấy cảm thấy trong lòng thật sảng khoái và dễ chịu, giống như bao nhiêu khó chịu lâu nay, bỗng nhiên được giải tỏa trong nháy mắt. Chu Dương quay qua nhìn Trương Kiệt, liếc thấy Trương gia bên cạnh cũng đang khoanh tay đứng nhìn. Khẽ mỉm cười, Chu Dương gật đầu với Trương gia, không hề lên tiếng. Lúc này, Trương Kiệt có thể chủ động nói giúp mình, Chu Dương cũng nên đáp lại tâm ý này. Những người khác sau khi nghe mấy lời Trương Kiệt nói, sắc mặt họ u ám như nước, nhất là Dư Hoa và Đường Văn Trung. Bọn họ vừa nói Trương gia không dám làm gì, giây tiếp theo Trương Kiệt lại nói giúp Chu Dương, đây rõ ràng là tát vào mặt họ. Trương gia chắc chắn muốn làm vậy. Dư Hoa lạnh lùng nói, không che giấu ý định đe dọa. Đó chỉ là ý của một người, không liên quan đến Trương gia chúng tôi sẽ không can thiệp. Trương Luân ngăn cản không cho Trương Anh lên tiếng nói chuyện. Là con trai lớn của Trương Thái Viêm, những lời ông ta nói lúc này, chính là đại diện cho Trương gia. Tốt lắm, tôi hy vọng ông nói được làm được tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ nể mặt Trương gia, giữ lại cho thằng nhóc này chút hơi tàn. Dư Hoa lạnh lùng cười nhóc con, cậu rất cam đảm, nhưng chỉ là châu chấu đá xe, ngay cả Trương gia các người cũng không phải đối thủ của Dư gia, đừng nói là một mình cậu. Dư Hoa kiêu ngạo nói, Chu Dương, cho cậu đủ thời gian rồi, nghĩ kỹ chưa? Nếu như bây giờ cậu quỳ xuống, nhận lỗi với Dư gia chúng tôi và Đường gia, chúng tôi có lẽ sẽ bỏ qua cho cậu. Dư Hoa vô cùng tự tin nói. Ông ta đã cho Chu Dương đủ thời gian suy xét, đưa ra quyết định. Chỉ cần Chu Dương thừa nhận lỗi lầm, vậy thì Dư Hoa sẽ cho anh cơ hội. Nhưng nếu anh không cần cơ hội này, Dư Hoa tuyệt đối không nương tay. Ngay lập tức, đám người Dư Hoa và Đường Văn Trung đem đến, cùng xông lên, cộng thêm người của Giang gia, vây quanh Chu Dương. Thời khắc ấy, bầu không khí vô cùng một ngạt, mọi người tập trung vào Chu Dương, đợi anh đưa ra quyết định cuối cùng. Có người ngập ngừng, có người chế nhạo, có người không kiên nhẫn. Xuyên tử, cần bao lâu? Chu Dương không trả lời, chỉ quay đầu nhìn Ngưu Xuyên, nhẹ nhàng hỏi. Anh trước giờ chưa từng coi trọng lời nói của Dư Hoa. Điều kiện ông ta đưa ra, Chu Dương không thể đồng ý. Ngay cả khi ông ta không đưa ra điều kiện, Chu Dương cũng không cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua, không đối phó với mình. Hiện tại hơn 20 người vây xung quanh, Chu Dương không hề hoảng hốt,
nhưng cũng phải suy xét đến cảm nhận của Tạ Linh Ngọc và Thẩm Ngọc Quân. Yên tâm đi, anh Dương, 3 phút, Ngưu Xuyên cười nói, Ngưu Xuyên hiểu ý của Chu Dương, hơn nữa cậu ấy cũng vô cùng tự tin. Được, vậy thì đám người này giao cho cậu. Chu Dương cười nói, lùi lại 2 bước, nhường sân khẩu cho Ngưu Xuyên biểu diễn. Trần Tổng, phải phiền đến ông rồi, cùng tôi bảo vệ sự an toàn cho bọn họ đi. Chu Dương nhìn Trần Thế Hào, cảm thấy hơi bất. Chu Dương biết rõ thực lực của Trần Thế Hào, tuy lực không bằng Ngưu Xuyên, nhưng cũng mạnh hơn so với mình. Có Trần Thế Hào ở bên cạnh, sự an toàn của Tạ Linh Ngọc, Thẩm Ngọc Quân, Tô Vĩ và Tôn Việt không thành vấn đề. Được Trần Thế Hào gật đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Ông ấy nhìn người bao vây xung quanh, trong lòng vô cùng khó chịu. Mấy người này thật nông cạn, không thấy được sự tài giỏi của Chu Dương. Đừng nói là mấy người này có thể đối xử với Chu Dương như vậy, ngay cả toàn bộ tỉnh Tương Tây, mấy gia chủ hợp lực cùng nhau, cũng vốn dĩ chẳng phải mối đe dọa với Chu Dương. Nhưng người khác lại không nghĩ như vậy. Bọn họ thấy Chu Dương vẫn còn tâm trạng cười nói, lại nghe thấy những lời của Chu Dương, biểu cảm không thể tin nổi, trừng to mắt nhìn anh. Lẽ nào anh ta định chủ động ra tay? Không phải chứ, trong này có hơn 20 người, hơn nữa Giang gia còn có thể gọi thêm bảo vệ. Lẽ nào cảm thấy vệ sĩ của bản thân có thể đối phó với nhiều người như vậy? Nghe nói vệ sĩ của Chu Dương rất mạnh, không chừng có thể có khả năng này. Hai, thật đáng tiếc mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, xen kẽ trong đó, cũng có người cảm thấy nhóm người Chu Dương không có cơ hội phản kháng. 3 phút, tuy nhiên, vào lúc này, Ngưu Xuyên duỗi 3 ngón tay, nhẹ nhàng nói. 3 phút, có ý gì vậy? Mọi người đều ngơ ngác, không hiểu được 3 phút mà Ngưu Xuyên nói là ý gì. Dư Hoa và Đường Văn Trung cũng cười khẩy, bọn họ đương nhiên biết đây là ý gì. Ngưu Xuyên vừa nói rằng, có thể giải quyết đám người này trong 3 phút. Nhưng Dư Hoa và Đường Văn Trung vốn dĩ không tin. Hơn 20 người, có thể giải quyết toàn bộ trong 3 phút. Cho dù là bánh bao, cũng không thể ăn hơn 20 cái trong 3 phút. Một, Ngưu Xuyên nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức, một trận cuồng phong quét ra trong tiếng cảm thán của mọi người. Thậm chí, rất nhiều người không nhìn được Ngưu Xuyên ra tay như thế nào. Bịch, 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 tuy nhiên, vẻn vẹn 10 giây trôi qua, họ nhìn thấy đã có 3 người ngã xuống. Nằm tê liệt trên mặt đất, cánh tay bị bẻ cong một cách kỳ lạ mất hết sức chiến đấu. Chuyện này, không chỉ người vây xem, ngay cả Dư Hoa và Đường Văn Trung cũng rất kinh ngạc. Yên tâm, hắn ta chỉ có một mình, chúng ta có hơn 20 người, anh Giang, anh hãy gọi thêm bảo vệ của Giang ra đi, hôm nay nhất định không thể để Chu Dương rời khỏi đây. Dư Hoa lạnh lùng nói, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, ông ta muốn dùng sức mạnh tuyệt đối để ngăn cản Chu Dương. Ha ha, tôi muốn đi. Ai có thể cản được? Chu Dương vô cùng bá đạo nói, đồng thời giải quyết 2 kẻ định ra tay với Tạ Linh Ngọc và Thẩm Ngọc Quân. Lần này, không ít người bị khiếp sợ vì những lời nói bá đạo của Chu Dương. Tôi muốn đi, ai có thể cản được? Theo như tình huống trước mắt, hơn 20 người, trong nháy mắt còn chưa đến 1 phút, đã bị Ngưu Xuyên hạ gục hơn 10 người. Mấy người này căn bản không phải đối thủ của Ngưu Xuyên thời điểm này, mọi người dường như hiểu ra. Chu Dương không phải kiêu ngạo, mà là tự tin. Vòng vây hơn 20 người đều không phải đối thủ, nếu như anh muốn đi, ai có thể cản nổi. Chương 359. Lúc này bầu không khí buổi tiệc của Giang gia bỗng chốc trở nên một ngạt. Mọi người đều xúm lại xem, thực ra là vì động tĩnh bên này quá lớn. Mà lúc bọn họ nhìn thấy 20 mấy người vây quanh đám người Chu Dương, sau đó lại bị Ngưu Xuyên đánh ngã 3 người trong nháy mắt, ai ai cũng kinh ngạc. Chuyện này, lẽ nào hôm nay thật sự không có ai có thể ngăn nổi đám người Chu Dương? Cũng gần như là vậy, có thể đánh ngã 3 người trong nháy mắt, sức mạnh của người tên Ngưu Xuyên này phải mạnh đến cỡ nào, nghĩ bừa cũng có thể đoán ra, anh nghĩ 2 mấy người này rất nhiều sao. Nhưng bọn họ còn có phụ nữ, hơn nữa mấy người bên cạnh Chu Dương trông cũng chỉ là dạng tay trói gà không chặt. Nhìn đi, nói chung bữa tiệc hôm nay không có kết quả tốt rồi. Mọi người xì xào bàn tán, nhưng mắt đều nhìn mấy người Chu Dương và Ngưu Xuyên. Lúc nãy Ngưu Xuyên và Chu Dương thể hiện mấy quyền. Đã khiến bọn họ mở rộng tầm mắt, đồng thời trong lòng cũng thấy hơi khác thường. Hoặc có thể, 20 mấy người này căn bản không cản nổi đám người Chu Dương. Sao, còn muốn đánh không? Chu Dương cười mỉm nói, ánh mắt dò xét nhìn Dư Hoa, Đường Văn Trung và Giang Hành Nguyên. Cạnh 3 người bọn họ, còn có một người đàn ông khác, cực kỳ trang nghiêm. Chu Dương liếc nhìn kỹ đối phương, lòng hiểu ra, đây chắc là Đỗ Văn của Đỗ Gia. Hôm nay Đỗ Gia không có con cháu tới tham dự.
vậy nên ông ta chỉ ở một bên quan sát chứ không hề hùng hổ gây sự. Chu Dương lại khác, anh có hiểu biết nhất định về Đỗ Văn này. Đỗ Văn trong tên có một chữ Văn, hơn nữa trông cũng khá điềm đạm. Nhưng Chu Dương biết, Đỗ Văn này là một cao thủ. Nghe Trương Anh từng nói, lúc còn nhỏ Đỗ Văn từng bái thầy học võ, mấy chục năm qua, bản lĩnh xuất thần, cả tỉnh Tương Tây, nếu bàn về người có thực lực mạnh nhất, Đỗ Văn chắc chắn là một trong số đó. Mặc dù không biết Đỗ Văn và Ngưu Xuyên ai lợi hại hơn, nhưng Chu Dương cũng không thể không thận trọng. Nhớ trong đó có vài ẩn tình mà anh Trương gia đều không biết, vậy thì một khi hai bên thật sự bùng nổ mâu thuẫn gay gắt, hậu quả thật khó lường. Bây giờ Đỗ Văn không ra tay, điều này khiến Chu Dương thấy hơi tò mò. Bốn gia tộc lớn này chắc là cùng một hội, giờ Dư gia, Đường gia, Giang gia đều ra tay rồi, tại sao Đỗ Văn lại không chút động tĩnh? Không chỉ Chu Dương hoài nghi, mà ngay cả Dư Hoa, Đường Văn và Giang Hành Nguyên cũng cực kỳ khốn đốn. Anh Đỗ, lẽ nào anh không ra tay sao? Sắc mặt Dư Hoa có chút khó coi. Trong hai mươi mấy người bảo vệ vây quanh Chu Dương, thì bảo vệ của Dư gia chiếm gần một nửa. Hơn nữa, mấy người lúc nãy bị Ngưu Xuyên và Chu Dương đánh ngã trong nháy mắt, vừa hay lại là bảo vệ của Dư gia. Cứ như vậy, giờ bảo vệ của Dư gia bị giảm chỉ còn phân nửa. Mà Dư gia biết thực lực của Đỗ Văn, ông ta nghĩ, chỉ cần Đỗ Văn ra tay, vậy thì cho dù Chu Dương và Ngưu Xuyên có lợi hại cỡ nào, cũng sẽ bị Đỗ Văn đánh ngã trong nháy mắt. Chỉ là, Đỗ Văn này lại dè dà không chịu ra đòn. Đúng vậy, anh Đỗ, thực lực của anh mạnh như vậy, cả cái tỉnh Tương Tây này hiếm ai có thể là đối thủ của anh, giờ Chu Dương này ngang ngược như vậy, lại gần gũi với Trương gia, lẽ nào anh lại làm ngơ như vậy? Đường Văn Trung và Giang Hành Nguyên nhìn Đỗ Văn với vẻ mặt kỳ vọng. Có vài người xung quanh biết chút tình hình, họ thấy Dư Hoa, Giang Hành Nguyên và Đường Văn Trung đều nhìn Đỗ Văn, lòng nhất thời phấn khích. Tỉnh Tương Tây luôn đồn rằng, Đỗ Văn của Đỗ gia, lúc nhỏ từng bái thầy học võ, mười mấy năm qua, võ thuật đã đạt đến trình độ siêu phàm. Nhưng đó chỉ là tin đồn, chưa ai từng thấy. Bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy. Mọi người đương nhiên phấn khích không thôi. Chu Dương, cậu đừng đắc ý, cho cậu một cơ hội nữa, khoanh tay chịu trói, chúng tôi sẽ không làm gì cậu. Nhưng nếu cậu cứ một mực như vậy, vậy thì, một khi anh Đỗ ra tay, đến cả cơ hội hối hận cũng không có đâu. Giang Hành Nguyên lạnh lùng nói, sắc mặt trắng bệch, ngực phập phồng dữ dội, có thể thấy là đang nén giận để nói ra lời cảnh cáo cuối cùng này. Trong mắt anh, họ là đại gia tộc ở Tương Tây, làm việc có thể không kiêng nể gì, nhưng hôm nay là Giang Hành Nguyên đứng ra tổ chức tiệc, những người tới tuổi tiệc đại đa số đều là những thanh niên hào kiệt. Dù họ có thể tùy ý hành sự, nhưng khó tránh khỏi chuyện khiến người ta cảm thấy ỷ thế hiếp người, bỗng dưng kéo xa khoảng cách của mọi người. Nhưng nếu họ cố gắng giữ lễ nghĩa, cũng có thể cho Chu Dương một cơ hội. Nếu Chu Dương thức thời, đương nhiên biết nên làm thế nào. Vậy thì, bốn gia tộc bọn họ, cũng sẽ cực kỳ nở mày nở mặt. Nếu Chu Dương không biết điều, họ đành phải dạy dỗ Chu Dương, ở đây là Tương Tây, là địa bàn của bọn họ. Muốn dạy dỗ Chu Dương, có rất nhiều cách. Quả nhiên, Giang Hành Nguyên khuyên ngăn một hồi xong, những người đang vây xem không ít người trước kia không vừa lòng với sự chèn ép của bốn gia tộc bọn họ giờ cũng dần dần biến mất. Gia tộc lớn đương nhiên có thể kiêu ngạo, nhưng cũng phải có sự khoan dung. Lúc này, ánh mắt mọi người một lần nữa đổ dồn về phía Chu Dương. Giang Hành Nguyên đã thay mặt bốn gia tộc bày tỏ thái độ, còn tiếp theo, thì phải xem phản ứng của Chu Dương. Cơ hội cuối cùng, vậy thì tôi đúng là phải cảm ơn ông rồi. Chu Dương không nhịn được cười khẩy một tiếng, mặt lộ vẻ mỉa mai. Nhưng Giang Hành Nguyên lại không hề nhận ra, ông ta còn tưởng Chu Dương thực sự chịu thua, nhất thời vui mừng. Được được được, sau khi nói ba chữ được, ánh mắt Giang Hành Nguyên nhìn Chu Dương cũng không còn sắc bén như trước. Nếu đã biết sai, vậy bây giờ không cần động tay động chân nữa, thành thật nhận lỗi, để mọi người ở đây nghe, cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm gì cậu. Giang Hành Nguyên vung tay lên, phong thái hiện ngang phách lối. Chỉ là, Chu Dương lại bị cái sự tự tin khó hiểu của ông ta làm cho kinh ngạc. Anh không nhớ bản thân từng nói là sẽ chấp nhận cái gọi là cơ hội cuối cùng này. Lẽ nào não Giang Hành Nguyên này có vấn đề? Chu Dương vẫn im lặng, Giang Hành Nguyên cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, ông ta còn tưởng Chu Dương đã sợ. Cậu yên tâm, nếu vẫn lo chúng tôi sẽ làm gì cậu, vậy chỉ cần hôm nay cậu nhận sai, sau khi nhận lỗi với chúng tôi, cậu có thể trực tiếp rời đi, tôi đảm bảo sẽ không quấy rầy cậu. Giang Hành Nguyên tràn đầy tự tin lớn tiếng nói, ông có bị điếc không, tôi nói sẽ nhận sai lúc nào, còn nữa, cái dáng vẻ tự tin, nắm chắc phần thắng này của ông từ đâu mà có. Còn dám nói,
ông cho rằng chúng tôi không phải đối thủ của ông. Sau một hồi lâu, giọng nói của Chu Dương mới thong thả vang lên. Tĩnh lặng, trong nháy mắt, cả buổi tiệc hoàn toàn rơi vào im lặng. Lúc này, ngay cả mấy người bên bộ phận âm thanh hình ảnh cũng dừng lại, hả hốc mồm nhìn Chu Dương. Những người vây xem Chu Dương, ai ai cũng kinh ngạc không thôi. Giang Hành Nguyên hoảng hốt, tưởng như đã đờ mấy chục giây, lúc này mới hoàn hồn. Sau đó, cơn thịnh nộ của Giang Hành Nguyên bùng phát. Chu Dương, giữ thể diện cho lại không cần, nếu đã như vậy, hôm nay cậu đừng hòng ra ngoài. Giang Hành Nguyên lớn tiếng hét, tay vung lên phía trước, mấy chục bảo vệ còn lại xông về phía Chu Dương nhanh như chớp. Mà lúc này, lại có mười mấy người nữa tiến vào. Họ đều là bảo vệ của Giang Hành Nguyên, là Giang Hành Nguyên sai người điều tới, mục đích chính là muốn một lần tóm gọn Chu Dương. Lúc này, đám người Chu Dương phải đối mặt không còn là mười mấy người nữa, mà là gần 40 người. Hơn nữa, xung quanh dường như còn ùn ùn kéo tới không ngừng. Bỗng chốc, tình hình trở nên khủng khiếp. Chương 360. 30 mấy người bao vây đám người Chu Dương. Hơn nữa, có người còn không ngừng len vào bên trong. Đây là trang viên Giang gia, địa bàn của Giang gia nên Giang Hành Nguyên có thể điều động đảm bảo vệ của Giang gia đến bao vây tấn công đám người Chu Dương. Như vậy thì dường như đám người Chu Dương đang phải đối mặt với sự uy hiếp vũ lực từ phía gia tộc như Giang gia. Tất cả bọn họ hít thở sâu, trong lòng thầm thấy kinh hãi. Thực lực của Giang gia thì tất cả bọn họ đều biết. Nhưng hiện giờ, Chu Dương lại có thể khiến Giang gia bỏ ra sức lực lớn như vậy, rất nghiêm túc đối phó với họ. Như vậy chẳng phải nói, Chu Dương có thể uy hiếp đến Giang gia rồi hay sao? Ngay lập tức, ánh mắt mọi người nhìn nhóm người Chu Dương đều có chút biến đổi. Đồng thời, bọn họ cũng đang thầm nghĩ, nếu như lần này Chu Dương không phải là đối thủ của Giang gia thì tất cả mọi thứ đều dễ nói, bọn họ đều vẫn là khách. Nhưng nếu như Giang gia không bắt được Chu Dương thì bọn họ có thể suy xét đến việc tiếp cận thân thiết hơn với Chu Dương. Sự tồn tại này đối với bọn họ mà nói cũng là một đối tác hợp tác rất có lợi. Ra tay đi, nhất định phải bắt nó lại cho tao. Giang Hành Nguyên hạ lệnh một tiếng, ngay lúc này hơn 40 bảo vệ đều xông về phía Chu Dương. Bọn họ biết được thực lực của Chu Dương và Ngưu Xuyên nên không giao đấu trực tiếp mà tìm cơ hội đối phó với đám người Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân và Trần Thế Hào. Theo như bọn họ thấy, mấy người này thoạt nhìn đều như đám người trói gà không chặt. Một khi bắt được thì có thể dùng bọn họ để khống chế Chu Dương và Ngưu Xuyên. Như vậy hôm nay có thể giữ họ lại Giang gia. Toang, bỗng chốc, đảm bảo vệ đã khống chế được Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Trần Thế Hào, Tô Vĩ và Tôn Việt. Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân đều có niềm tin với Chu Dương nên lúc này họ cũng không hoang mang lắm. Chỉ là họ muốn né tránh để đợi Chu Dương đến cứu họ. Tô Vĩ thì có chút quyền cước nhưng trong trường hợp này, chút thực lực của cậu căn bản không đáng nói. Hơn nữa, cậu cũng biết thực lực của mình, vì vậy rất muốn né tránh trận này. Tôn Việt lại là một người chỉ biết đọc sách, cả đời ông dường như chưa từng gặp trường hợp nào như thế này. Vì thế trong lúc nhất thời khó tránh khỏi sắc mặt tái nhợt. Nhưng ông cũng là người từng gặp không ít những cục diện lớn nên ông biết lúc này mình nhất định phải trấn tĩnh. Duy chỉ có Trần Thế Hào, lúc này không nhúc nhích, ánh mắt cũng vô cùng bình tĩnh. Không ít người nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng kích động, đều tưởng rằng Trần Thế Hào bị dọa đến nỗi vỡ gan mật không dám nhúc nhích. Vì thế bọn họ bật cười hớn hở, còn hai tên bảo vệ trực tiếp bắt Trần Thế Hào khi thấy thế thì trong lòng mừng thầm, trên mặt cũng lộ ra biểu cảm hưng phấn. Chỉ cần bọn họ bắt được Trần Thế Hào thì liền có con tin để uy hiếp Chu Dương. Hai người không dám phân tâm, nhanh chóng rảo bước, trực tiếp nắm lấy cổ áo của Trần Thế Hào. Bọn họ có niềm tin, quyền này của mình mà đánh ra thì Trần Thế Hào sẽ bị đánh ngất. Trương Kiệt nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng cũng kinh hãi. Cẩn thận, lời nhắc nhở của Trương Kiệt vừa dứt thì quyền cước của hai tên bảo vệ đã bay đến trước ngực của Trần Thế Hào. Một giây sau, trực tiếp đánh trúng Trần Thế Hào. Lúc này, phía sau Trương Kiệt bỗng thấy toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng sốt sắng. Nhưng một giây sau thì cậu ấy mở to hai mắt, gắt gao nhìn Trần Thế Hảo và hai tên bảo vệ, khắp mặt đều là sự chấn động kinh hãi. Không chỉ có Trương Kiệt mà không ít người bao vây xung quanh thấy thế, đều cảm thấy bất ngờ. Còn Giang Hành Nguyên, Dư Hoa và Đường Văn Trung càng thấy tim đập loạn nhịp. Bọn họ không thể ngờ, Trần Thế Hảo tầm thường này lại không phải là một người bình thường. Nhưng lúc này, người kinh hãi không ngừng nữa là hai tên bảo vệ. Bọn họ mắt thấy sắp thành công rồi, trong lòng mừng đến phát điên nhưng một giây sau thì sắc mặt biến đổi. Bởi vì quyền cước của họ ở vị trí cách ngực Trần Thế Hào chỉ tầm 1 cm nhưng lại bị chặn lại.
nhưng người chặn lại không phải là người khác mà lại chính là Trần Thế Hào. Sao lại có thể như thế được? Bảo vệ kinh hãi hô lên một tiếng, nhận ra mình có thể phạm phải sai lầm chí mạng nên lập tức có ý định thu tay lại. Nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện ra, tay của mình đã bị Trần Thế Hào giữ chặt lại, căn bản không thể nhúc nhích được. Hiện giờ muốn chạy thì đúng là quá muộn rồi. Trần Thế Hào thản nhiên nói, cũng không thấy ông ấy có động tác gì. Chỉ là cánh tay xoay ngược lại, thân người rung lên. Hai tên bảo vệ kêu hét lên một tiếng, cơ thể lùi mạnh ra. Lùi về sau mười mấy bước, thân thể hai tên bảo vệ này mới dừng lại, chao đảo ngã trên đất rồi bất động. Mọi người thấy vậy càng thêm phần kinh ngạc, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi có người đến kiểm tra xem tình hình hai tên bảo vệ thế nào thì mới đờ đẫn, nói. Bị đánh ngất rồi, một câu nói giống như viên đá nặng rơi xuống mặt hồ bình lặng. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây đều trở nên yên tĩnh. Đến cả mấy chục tên bảo vệ cũng dần trở nên cảnh giác, đặc biệt là mấy tên bảo vệ định ra tay với đám người Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân thì càng không do dự mà trực tiếp lui bước. Tất nhiên mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Thế Hào. Không ngờ ông ấy lại là một cao thủ. Trước đó sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào Ngưu Xuyên và Chu Dương. Họ tưởng rằng, trong đám người Chu Dương thì chỉ có hai người mới được coi là biết võ thuật. Nhưng thật không ngờ lúc này, ông chú thoạt nhìn tưởng không có gì giỏi giang này lại là người có thực lực mạnh đến vậy. Thậm chí mọi người đều không nhìn ra là ông ấy đã làm gì mà hai bảo vệ kia đều ngất đi. Trương Kiệt ngây người ra một lúc, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái ban đầu, nhưng ngay sau đó cậu ấy lại thấy vui mừng nhiều hơn. Cậu ấy thật không thể ngờ rằng, ông chủ trung niên này lại có sức mạnh lớn đến thế. Vậy thì hôm nay đám người Chu Dương muốn rời đi chắc không phải vấn đề gì quá to tát. Ông là ai? Chẳng lẽ lại thật sự muốn nhúng tay vào chuyện giữa chúng tôi và Chu Dương sao? Trong lòng Giang Hành Nguyên thấy lạnh băng, trầm giọng nói một câu. Lời này của ông ta có ý thăm dò và cũng có cả ý uy hiếp. Mặc dù thực lực có mạnh nhưng cũng chỉ thế thôi. Đám Giang Hành Nguyên cũng không để ý lắm. Chỉ có điều, ông ta có thể nhìn ra địa vị của người đàn ông trung niên trong đám người Chu Dương là không hề bình thường. Chí ít thì mối quan hệ giữa ông ấy và Chu Dương là vô cùng tốt. Nếu không thì ông ấy sẽ không ra tay vào lúc này và đám người Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân cũng sẽ không dựa dẫm vào ông ấy như thế. Lẽ nào ông ấy chính là tay sau của Chu Dương? Giang Hành Nguyên không khỏi nghĩ đến điều này. Chỉ có điều, sau khi Giang Hành Nguyên nói xong thì Trần Thế Hào không thèm nhìn lại cũng không đáp lời. Ông ấy ra tay, đâu chỉ vì hai tên bảo vệ muốn ra tay với ông mà còn vì Chu Dương là thiếu gia của Chu gia, là thiếu gia của ông ấy. Nhưng Chu Dương không muốn công khai thân phận nên Trần Thế Hào cũng không muốn làm việc thừa thãi đó. Ha ha, Giang gia cũng chỉ đến vậy. Hơn 40 người mà cũng không đối phó được với chúng ta. Gia tộc như này mà cũng dám xưng là một trong năm gia tộc lớn. Chỉ có hư danh thôi. Chu Dương cười ha ha cũng không thấy mấy ngạc nhiên với việc Trần Thế Hào ra tay ban nãy. Như vậy thì bên phía bọn họ, có 3 người có thực lực. Kể cả có hung hăng rời đi thì cũng không có gì phải tốn sức cả. Xuyên tử, thời gian cũng muộn rồi, tôi không muốn tiếp tục cãi cọ đánh nhau với họ nữa, nhanh chóng kết thúc vụ này đi. Tôi muốn về ngủ, bận mải bao nhiêu ngày rồi, hiện giờ toàn thân mệt rũ ra đây này. Chu Dương duỗi thẳng eo với vẻ lười biếng, thản nhiên nói với Ngưu Xuyên. Vâng, anh Dương, Ngưu Xuyên đáp lại một tiếng, không đợi đám bảo vệ kia bước đến, cậu đã chủ động ra tay. Không ít người tròn xoe mắt muốn xem thử thực lực của Ngưu Xuyên đến mức độ nào, có thể làm được gì không. Còn Giang Hành Nguyên lại cười khẩy, phía bọn họ có hơn 40 người, cứ coi như tiêu hao năng lượng thì cũng làm tiêu hao của Ngưu Xuyên trước. Kiêu ngạo, Giang Hành Nguyên quát lạnh một tiếng, nhưng lời nói vừa dứt thì ông ta liền trợn tròn mắt, cứ như đang nhìn thấy chuyện gì kinh thiên động địa. Lúc này sắc mặt ông ta biến đổi lớn, liên tục lùi về sau. Còn tất cả những người ở đây nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lúc này cũng thầm thấy ớn lạnh. Ngưu Xuyên chủ động ra tay. Lao vào trong 40 tên bảo vệ như vào nơi không người. Chỉ là trong lúc Giang Hành Nguyên nói thì hơn 40 tên bảo vệ lại ngã nhào xuống đất và mất đi sức chiến đấu. Ha ha, kiêu ngạo hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết hôm nay bọn tôi phải đi. Đừng nói là Giang gia các người mà cứ coi như mấy gia tộc cùng lên thì cũng không chặn được chúng tôi đâu. Chu Dương cau mày rồi thản nhiên nói. Vừa dứt lời, anh liền trực tiếp xoay người bước về phía cửa lớn. Tất cả mọi người vây xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng này đều nhường đường, không ai dám đứng trước mặt ngăn chặn nhóm người Chu Dương. Chương 361. Đám người Chu Dương rời đi nhưng không ai ra tay ngăn cản.
Nói một cách nghiêm khắc là không có ai dám ra tay ngăn cản. Một mình Ngưu Xuyên chỉ trong nháy mắt đã đánh gục hơn 40 bảo vệ. Sức mạnh như vậy, hầu như không có ai ở đây có thể là đối thủ của cậu ấy. Thật không thể ngờ được, tên Ngưu Xuyên này lại có sức mạnh lớn như vậy. Đúng vậy, trước đây tôi từng gặp một vài người lính đặc chủng thực lực mạnh mẽ, cũng là vệ sĩ nhưng không có sức mạnh như hắn. Mọi người nói xem, cậu ta có phải là binh lính đặc chủng không? Từ trên người cậu ta, tôi có thể cảm nhận được khí chất của một quân nhân đấy. Điều này thì khó nói nhưng trước mắt không phải chúng ta là người đau đầu mà chính là Giang Gia. Đúng vậy, các người nhìn xem, sắc mặt Giang Hành Nguyên tái mét, chỉ e là trong lòng hiện giờ đang hận Chu Dương đến chết. Cứ coi như hận đến mức nào đi chăng nào đi nữa thì đã sao. Giang Gia nhà ông ta cử ra mấy chục bảo vệ mà đều không phải là đối thủ của Ngưu Xuyên, lẽ nào ông ta còn muốn thế nào với Chu Dương nữa? Mọi người đang bàn luận rôm rả, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Giang Hành Nguyên để xem sắc mặt hiện giờ của vị chủ nhân này thế nào. Tối nay là yến tiệc mà Giang Gia tổ chức, mục đích là con gái của Giang Hành Nguyên Giang Yến kén dê. Nhưng trải qua trận làm loạn hôm nay, tâm trạng mọi người cũng giảm đi phần nào. Một khi có người liên hôn với Giang Yến thì tất nhiên sẽ bị Giang Hành Nguyên sắp xếp, thậm chí có thể sẽ sai người đi đối phó với Chu Dương. Mọi người trong lúc cười nói thì ai nấy đều tản ra, khôi phục lại trạng thái trước đó. Còn lúc này, người của Trương gia cũng tập kết thành đám đông. Sắc mặt của hai cha con Trương Luân và Trương Đào vô cùng khó coi, thậm chí là có chút u ám. Bọn họ giữ Trương Anh lại, không để ông ấy đứng ra nói đỡ cho Chu Dương. Mục đích chính là để Giang Hành Nguyên có thể xử lý Chu Dương được tốt hơn. Mượn đao giết người, thủ đoạn này không phải là khó. Chỉ có điều, bọn họ không thể ngờ rằng, Giang gia lại vô dụng đến vậy. Mấy chục bảo vệ mà còn không đối phó được với một vệ sĩ của Chu Dương, còn bị người ta đánh cho bỏ nhoài xuống đất trong chớp mắt. Thậm chí Trương Luân có thể tưởng tượng được, sau màn làm loạn này của Giang gia, đặc biệt là đám vô dụng này của Giang gia sẽ truyền khắp Trường Sa, thậm chí toàn Tương Tây. Sắc mặt của Trương Anh cũng thay đổi lớn, duy chỉ có Trương Kiệt, lúc này cảm thấy hưng phấn cực độ. Cậu ấy đứng ra nói đỡ cho Chu Dương, tuyệt đối là vì không muốn nhìn thấy Giang gia ỷ thế ức hiếp người. Nhưng cậu không thể ngờ rằng, đám người Chu Dương có thể một mình giải quyết Giang gia. Hơn nữa còn có khí thế mạnh như vậy, ra tay như vũ bão, khí thể hiện ngang rời đi không ai dám ngắn lại. Trước đó, Chu Dương đối mặt với đám người ức hiếp người khác của Giang gia, các người không dám ra mặt. Bây giờ kết quả thế nào, các người tưởng tượng ra được rồi chứ? Nếu như Chu Dương thấy bất mãn trong lòng, đoạn tuyệt hợp tác với Trương gia chúng ta, không biết trách nhiệm này sẽ do ai gánh vác. Ánh mắt Trương Kiệt liếc nhìn hai cha con Trương Luân và Trương Đào, lạnh lùng nói. Cậu ấy thật sự không thể cung kính với người bác và người anh họ này nữa. Lúc Chu Dương có lợi thì bọn họ không thèm nói một câu, liền mặc nhận luôn. Đến khi Chu Dương gặp nguy hiểm thì bọn họ không những không đứng ra thể hiện sự ủng hộ mà còn ngăn cản những người khác của Trương gia lộ diện. Còn Trương Kiệt cũng chỉ có thể mượn lý do là bạn cùng học với Chu Dương mới đứng ra. Hơn nữa cá nhân cậu đứng ra cũng không thể đại diện cho ý của Trương gia. Bây giờ kết quả nằm ngoài dự liệu của mọi người. Một số hậu quả sau đó tất nhiên sẽ phải suy xét chu toàn. Trương Kiệt, lời này của mày là có ý gì? Bố tạo ngăn cản mọi người nói đỡ cho Chu Dương cũng chỉ vì muốn tốt cho Trương gia. Nếu Chu Dương không đối đầu với Giang gia, lẽ nào Trương gia chúng ta lại vì kẻ vô dụng như Chu Dương đi đối địch với Giang gia, Dư gia và Đường gia hay sao? Trương Đào giận sôi máu. Kết quả này, hắn ta cũng không muốn nhìn thấy. Lúc này Trương Kiệt lại nói những lời này, hàm ý đã rất rõ ràng, chính là muốn tìm người chịu trách nhiệm. Còn Trương Luân ra mệnh lệnh, tất nhiên sẽ là người đứng mũi chịu sào. Hừm, nếu như Chu Dương là đồ vô dụng thì anh là loại gì? Trương Kiệt cười châm biếm, nói. Mày, Trương Đào vẫn muốn tranh luận nhưng liền bị Trương Luân chặn họng. Đủ rồi, có chuyện gì thì về nhà nói tiếp. Chu Dương lực đơn thế mỏng, nếu như không có Trương gia chúng ta bên cạnh thì bốn gia tộc lớn còn lại muốn xử lý hắn cũng dễ như trở bàn tay. Trương Luân mở miệng nói, liếc nhìn Trương Kiệt với ánh mắt khinh bỉ rồi xoay người rời đi. Ở bên kia, Giang Hành Nguyên, Dư Hoa, Đỗ Văn, Đường Văn Trung ngồi cùng nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Dư Hồ và Đường Thế Văn đã bị Dư Hoa và Đường Văn Trung sắp xếp người đưa đến bệnh viện để trị liệu, chắc là không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng trong bữa tiệc hôm nay, dưới sự chứng kiến của mọi người, Dư gia và Đường gia chắc hẳn đều mất mặt. Còn Giang Hành Nguyên sắc mặt càng nhợt nhạt, tối nay Giang gia đã hoàn toàn bị mất mặt. Ông ta đoán rằng, bây giờ chuyện này đã bắt đầu lan truyền ra ngoài.
không đợi đến trưa ngày mai, có lẽ cả Trường Sa đều sẽ biết chuyện. Còn đến buổi tối thì cả Tương Tây sẽ biết chuyện. Anh Đỗ, sao anh lại không ra tay? Nếu anh ra tay khống chế đám Chu Dương và vệ sĩ của hắn thì hôm nay Giang gia đã không bị mất mặt như vậy. Lẽ nào anh đã quên rồi sao, Chu Dương có hợp tác với Trương gia đấy? Giang Hành Nguyên trầm giọng hỏi. Thực lực của Đỗ gia mạnh hơn Giang gia, hơn nữa địa vị của Đỗ Văn ở Đỗ gia là vô cùng lớn. Giang Hành Nguyên không dám tức giận trước mặt Đỗ Văn. Đúng vậy, anh Đỗ, sao anh lại không ra tay? Với thực lực của anh thì đối phó với mấy người đó, chẳng phải là quá đơn giản sao? Dư Hoa và Đường Văn Trung lúc này cũng lên tiếng. Ngay tức khắc, ánh mắt của ba người đều nhìn về Đỗ Văn, chờ đợi câu trả lời. Yên lặng, cả bữa tiệc dường như đã khôi phục lại vẻ huyền náo lúc trước nhưng bốn người ở một góc lại yên tĩnh lạ thường. Tôi không phải là đối thủ. Một lúc lâu, Đỗ Văn mới chậm chậm nói. Nhưng lúc ông ta nói câu này thì cả Giang Hành Nguyên, Dư Hoa và Đường Văn Trung đều không tin nổi. Đối với thực lực của Đỗ Văn, bọn họ đều biết được phần nào. Từ nhỏ đã bái sư học võ, không phải là người thường có thể làm được. Cứ coi như đám người Chu Dương có mạnh đến đâu, lẽ nào có mạnh hơn tông sư võ thuật sao? Nhiều hơn thì tôi không dám chắc nhưng có một điểm đó là thực lực của Chu Dương vẫn xếp sau, chỉ thuộc dạng bình thường. Nhưng vệ sĩ kia của hắn thì tôi không phải là đối thủ. Đỗ Văn nói xong thì liền trở nên trầm mặc. Ba người còn lại, lúc này cũng quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Mặc dù trong lòng họ đều cho rằng Đỗ Văn đang nói quá lên, thậm chí còn không dám ra tay. Nhưng trong lòng cảnh giác hơn một chút, cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhị gia, không xong rồi, không xong rồi. Đúng lúc này, một người giúp việc của Giang gia thở hồng hộc, thần sắc hoang mang chạy đến. Nhìn thấy Giang Hành Nguyên thì người này chân tay mềm nhũn ngã quỵ trên đất. Có chuyện gì, sao lại vội vã như vậy, còn ra thể thống gì nữa? Giang Hành Nguyên nhíu chặt mày, lạnh lùng quát một tiếng, trong lòng rất không thoải mái. Ông ta cảm thấy phải chấn chỉnh lại đám người giúp việc và bảo vệ của Giang gia. Tiểu thư biến mất rồi ạ. Người kia không biết suy nghĩ lúc này của Giang Hành Nguyên, mặt mày hắn buồn thiu, hoảng loạn nói. Cái gì, người nói lại một lần nữa xem. Giang Hành Nguyên mở tròn hai mắt, dậm chân một cái rồi đứng bật dậy, bước đến trước mặt người giúp việc rồi túm lấy cổ áo hắn, gắt gao hỏi. Chương 361, không thấy người đâu nhị gia. Không thấy bóng dáng tiểu thư đâu, tôi đã tìm khắp một vòng lớn rồi nhưng không tìm thấy. Lúc này hắn không dám chậm trễ, vội vàng nói cụ thể sự việc. Chương 362. Người giúp việc của Giang gia đều cảm thấy hoang mang tột độ nhưng hắn biết mình nhất định phải nói cho rõ ràng chuyện này. Nếu không thì sẽ không tưởng tượng nổi, Giang Hành Nguyên đang tức giận kia sẽ làm gì với mình. Nhị gia, tôi đã tìm tất cả những nơi mà tiểu thư có thể đến nhưng đều không có. Tôi nghĩ rằng, tiểu thư hiện giờ đã không còn trong biệt thự của Giang gia rồi. Hắn cẩn thận nói ra suy đoán của mình. Trên thực tế, Giang Yến quay về Giang gia chưa đến một tuần. Mấy ngày này, Giang Yến đều ở trong phòng của mình. Thậm chí... Nếu không phải Giang Hành Nguyên tổ chức bữa tiệc lần này thì người ngoài căn bản đều không biết Giang Yến đã quay về Giang gia. Ban nãy khi Giang Hành Nguyên bảo hắn đi gọi Giang Yến đến dự tiệc, phát hiện không thấy người đâu, khiến hắn hết sức hoảng hốt. Sau khi Giang Hành Nguyên nghe xong thì hừ lạnh một tiếng, buông tay ra rồi quay về chỗ ngồi, nhíu chặt lông mày rơi vào trầm tư. Rõ ràng việc Giang Yến đột nhiên mất tích khiến ông ta vô cùng tức giận nhưng ông ta cũng thầm đoán được lý do vì sao Giang Yến mất tích. Dư Hoa, Đỗ Văn, Đường Văn Trung đều liếc mắt nhìn nhau, dường như cũng cảm nhận được điều gì khác thường. Mục đích bữa tiệc hôm nay là kén rể cho Giang Yến. Nhưng bây giờ cô ấy lại mất tích, vậy thì chuyện kén rể tất nhiên sẽ trở thành bọt biển. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Anh Giang, tối nay mọi người đến đây là vì cái gì thì anh biết cả rồi. Nếu như để mọi người biết con gái anh không thấy đâu nữa thì chỉ e mọi người sẽ không thấy vui đâu. Đường Văn Trung khẽ cười nhếch mép, nói. Trong mấy người này thì trên thực tế địa vị của ông ta là thấp nhất. Nhưng lúc này, trong lúc thích hợp nhất thì mấy lời này lại do ông ta nói ra. Nếu đổi lại là Dư Hoa hay Đỗ Văn nói ra sẽ đều có chút ý uy hiếp. Dù sao thì Giang Yến cũng đã mất tích, theo tình hình trước mắt mà nói, chỉ có bốn người bọn họ và có một người giúp việc của Giang gia biết chuyện này. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, không cần anh phải nhọc lòng. Giang Hành Nguyên thản nhiên nói, ngữ khí có chút lạnh lùng. Nhìn thấy Giang Hành Nguyên nói như vậy, những người còn lại cũng không nói gì thêm. Dù sao thì đây cũng là chuyện của Giang gia, bọn họ muốn quản cũng không quản được. Giang Hành Nguyên nhanh chóng dặn dò rồi sai người giúp việc và một số bảo vệ của Giang gia cùng đi tìm Giang Yến.
Để không quấy rầy những vị khách trong bữa tiệc, Giang Hành Nguyên cũng không dám khoa chiêng gõ trống mà chỉ dặn dò người người giúp việc đừng làm lớn chuyện. Ngay lập tức, người trên kẻ dưới của Giang gia đều được huy động. Nhưng bữa tiệc vẫn diễn ra như thường, khách mời cũng không nhận ra điều gì khác thường. Chỉ có điều, nhân vật chính trong bữa tiệc mà Giang Yến vẫn chưa xuất hiện nên khiến không ít người cảm thấy nghi ngờ. Nhưng vì e ngại chuyện vừa mới xảy ra nên cũng không có ai lên tiếng nói gì. Chu Dương không hề hay biết chuyện đang xảy ra ở Giang gia. Sau khi ra khỏi Giang gia, đám người Chu Dương có ý định quay về khách sạn Song Hỷ Lai. Đây dù sao cũng được coi là sản nghiệp của Chu gia. Hơn nữa xếp tổng vẫn là Chu Thiệu Hoa nên khiến Chu Dương yên tâm hơn nhiều. Thời gian này, nhóm người họ đều ở đây. Tầm nửa tiếng đồng hồ, mọi người đã lái xe về đến cửa khách sạn. Chu Dương lái xe, trong xe là hai người phụ nữ, Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân. Ha ha, Chu Dương, tối nay anh có vui không? Thẩm Bích Quân lạnh lùng hỏi, giọng điệu trêu chọc. Cô tận mắt chứng kiến Chu Dương nói chuyện vui vẻ với một người đẹp ở trong bữa tiệc. Hơn nữa, người đẹp đó so với mình cũng không thua kém gì. Thậm chí, đôi chân dài miên man của cô ấy còn hoàn hảo hơn cả Thẩm Bích Quân. Cộng với việc cô và Tạ Linh Ngọc bị hai tên như Dư Hồ và Đường Thế Văn chọc ghẹo nên sự phẫn nộ trong lòng của Thẩm Bích Quân lúc này vẫn chưa tiêu tan. Dựa vào cái gì mà Chu Dương có thể nói đùa vui vẻ với người đẹp khác còn cô và Tạ Linh Ngọc lại phải tức giận trong suốt buổi tối nay? Chu Dương nghe thấy câu hỏi đó thì lập tức ngây người. Ánh mắt khác thường quay sang nhìn Tạ Linh Ngọc. Trong bữa tiệc, việc mình nói chuyện vui vẻ với một người đẹp cũng không có gì to tát, nhưng đó là đối với những người độc thân. Anh dù sao cũng là người đã kết hôn, vì thế cũng nên có chút kiêng kỵ. Chỉ có điều, anh phát hiện, dường như Tạ Linh Ngọc không hề để ý đến nên trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh không biết trong giây phút anh quay đi, Tạ Linh Ngọc khẽ cau mày nhìn sâu về phía anh đang ngồi lái xe sau đó rất nhanh lại cúi đầu xuống. Tất cả những điều này đều nằm trong tầm mắt của Thẩm Bích Quân. Vui hay không thì không nói được, chỉ là đối với bữa tiệc mà Giang gia tổ chức tối nay, tôi lại có thêm đôi chút nhìn nhận sâu sắc hơn. Chu Dương dừng lại một chút, sau đó thản nhiên nói. Anh không nói ra những suy nghĩ thật sự của mình. Lẽ nào anh lại nói, hôm nay mình nói chuyện với người đẹp kia rất vui vẻ, rất thoải mái sao? Hơn nữa, người đẹp kia có tầm nhận thức rất rộng, phương diện nào cũng biết, phương diện nào cũng nói được. Ồ, suy nghĩ gì vậy? Thẩm Bích Quân không kìm được, khẽ hỏi. Tối hôm nay, cô và Thẩm Bích Quân không được hưởng thụ lắm, còn bị hai kẻ dở hơi làm phiền. Nhưng xem ra, Chu Dương lại thăm dò được một số thông tin gì đó. Ha ha, cũng không có gì, chỉ là Giang Hành Nguyên muốn mượn bữa tiệc lần này để kén rể cho con gái ông ta. Tôi nghĩ, đây có thể là chiêu thức trợ giúp cho Giang gia chăng? Bởi dù sao thì thực lực của Giang gia cũng xếp hàng hai từ dưới lên trong năm gia tộc lớn, cũng coi như kém hơn một chút. Chu Dương cười nói, nắm vững tay lái về đến cổng khách sạn. Sau khi xuống xe thì lập tức có nhân viên khách sạn đến đỗ xe cho anh. Những nhân viên làm trong khách sạn đều biết, Chu Dương là khách quý của xếp tổng, vì vậy không ai dám chậm trễ. Kén rể ư, Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc cùng xuống xe. Nghe thấy mấy lời ban nãy của Chu Dương, hai người trợn tròn mắt cùng với bộ dạng không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, nhưng dựa vào thực lực và tầm nhìn của Giang gia thì chỉ e đối phương cũng sẽ phải là người có thực lực và gia cảnh khá mạnh thì mới được. Chu Dương không có hứng thú gì với việc kén rể nhà Giang gia nên tùy ý cười nói một câu. Thứ nhất, anh là người đã kết hôn, hơn nữa trước đây anh cũng từng ở rể. Thứ hai, hiện giờ anh cũng bị coi là có thù địch với Giang gia. Vì thế chuyện này, cả hai bên đều không có ý gì với nhau. Trong lúc nói chuyện, ba người bước vào đại sảnh của khách sạn, chuẩn bị quay về phòng của mình. Chu Dương tùy ý nhìn quanh, vốn chỉ là nhìn vậy thôi nhưng trước một giây khi anh định bước vào thang máy, anh đột nhiên sững sờ đờ đẫn. Tôi nhìn thấy người quen, hai người cứ lên trước đi. Chu Dương cười một cái rồi đi về phía quầy lễ tân. Còn lúc này Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc đều nhìn lại nhưng không lên tiếng hỏi mà vào luôn trong thang máy. Người quen, chắc lại là đám người như xếp tổng khách sạn này chăng? Còn lúc này, ở quầy khách sạn có một cô gái tóc dài đang ở đó với vẻ khó xử. Cô định thuê một phòng ở đây nghỉ ngơi một đêm, nhưng vì lúc đi ra ngoài vội quá nên trên người không mang theo giấy tờ gì, lúc này không thuê được phòng. Người đẹp, ở đây một mình sao? Lúc này, một giọng nói mang theo nụ cười chậm chậm vang lên phía sau lưng cô. Cô gái kia cau mày, cô không muốn gây thị phi nên càng không muốn gây nên chuyện gì ở nơi này. Vì thế theo bản năng định từ chối đáp lời đối phương. Chỉ có điều,
khi cô quay người lại nhìn thấy đối phương thì cô lại sững sờ. Là anh. Chương 363. Cô gái xinh đẹp xoay người, thấy Chu Dương thì ngây ra vài giây, nhưng liền bừng tỉnh lại trong nháy mắt, trên mặt cũng nở nụ cười. Cô không cảm thấy Chu Dương bám theo cô tới giây. Dù sao khách sạn Song Hy Lai cũng coi như là một khách sạn 5 sao khá nổi tiếng ở Trường Sa. Mà Chu Dương là người có thể tham gia bữa tiệc của Giang gia, thân phận chắc chắn không hề tầm thường, ra vào khách sạn Song Hy Lai lại là chuyện bình thường. Chỉ có điều, vừa nghĩ tới mình đặt phòng nhưng không mang theo giấy tờ, hai má cô liền ửng hồng, còn có chút ngại ngùng. Ha ha, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây, chúng ta đúng là có duyên. Chu Dương cũng hơi bất ngờ, anh không ngờ sẽ gặp lại cô gái xinh đẹp này ở đây. Lúc trước tại bữa tiệc của Giang gia, anh chỉ trò chuyện khá hợp với cô gái xinh đẹp này, sau đó Dư Hổ và Đường Thế Văn làm phiền Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, nên anh đi giải quyết. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, thì phát hiện cô gái xinh đẹp đã đi rồi. Vừa nãy anh chỉ tùy ý liếc xung quanh liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, vậy nên muốn tới xem thử, xác nhận một chút. Chu Dương không ngờ, lại đúng là cô gái xinh đẹp mà mình trò chuyện ở bữa tiệc. Chỉ là... hình như bây giờ cô gái xinh đẹp này đang gặp phải chút khó khăn. Sao vậy, cô muốn ở đây? Chu Dương nhìn cô gái xinh đẹp, nhẹ giọng hỏi. Muộn như vậy rồi, ở quầy lễ tân, 10 phần thì 9 phần là muốn thuê phòng. Chu Dương phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của cô gái dường như hơi ửng hồng, ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Chu tiên sinh, anh quen cô gái này sao? Cô ấy muốn thuê phòng, nhưng không đem theo giấy tờ tùy thân. Nhân viên lễ tân thấy giọng điệu hai người nói chuyện với nhau, liền hiểu ra hai người quen biết. Hơn nữa, họ đều biết quan hệ của Chu Dương và sếp tổng rất tốt, đương nhiên họ cũng tình nguyện tạo mối quan hệ. Ồ, thì ra là vậy, nếu cô thật sự muốn ở, tôi có thể sắp xếp giúp cô. Chu Dương cúi nhìn cô gái xinh đẹp, giọng điệu dò hỏi. Dù sao, anh và cô gái xinh đẹp này mới quen nhau hôm nay, tính cả lần này, cũng mới chỉ là lần thứ hai. Trước kia hai bên tạm xem là trò chuyện vui vẻ, nhưng chắc chắn không đến mức có thể làm chủ cho đối phương. Vậy nên Chu Dương phải hỏi ý kiến của cô. Nhớ cô ấy không đồng ý, anh cũng không thể cưỡng ép. Được, vậy làm phiền anh rồi, tôi chỉ cần ở một đêm là được. Có điều cô gái xinh đẹp hơi ngây ra một lúc, sau đó liền bừng tỉnh, trực tiếp cười đồng ý. Chu Dương thấy vậy nên cười thầm, đồng thời cũng nói với nhân viên lễ tân một tiếng, để họ sắp xếp phòng. Chu Dương cũng cực kỳ tò mò. Cô gái xinh đẹp này trông không giống người không có chỗ ở. Hơn nữa, bây giờ là cô quên đem theo giấy tờ tùy thân. Ở Trường Sa mà lại không đem theo giấy tờ, vậy thì có thể nhà của cô ấy cũng ở Trường Sa. Nếu không, ra ngoài không mang theo giấy tờ thì khó mà đi được. Chỉ là, có nhà không mà về, lại muốn ở khách sạn. Nguyên nhân trong đó, khiến Chu Dương thấy hiếu kỳ. Chu Dương biết, bản thân này sinh sự hiếu kỳ, chẳng qua là vì đối phương là một mỹ nhân. Nếu đổi lại là một người đàn ông, hoặc một cô gái bình thường nào đó, nói không chừng ngay cả nhìn còn cảm thấy dư thừa. Có lẽ đây chính là lợi thế của sắc đẹp. Trong nháy mắt, tiếp tân đã làm xong thẻ phòng, ở cùng một tầng với Chu Dương, đều là phòng dành riêng cho khách VIP. Mỗi khách sạn 5 sao giống như vậy, hầu như đều sẽ chuẩn bị một vài phòng cho khách VIP. Những phòng cho khách VIP này, bình thường không tiếp đón khách thường, cho dù những phòng khác đều chật kín, cũng sẽ không nhận khách bình thường. Cái gọi là phòng VIP, đều dùng để tiếp đãi khách VIP có thân phận, hoặc giám đốc khách sạn dùng để tiếp đón bạn bè, hay những người quyền quý ở. Hơn nữa, một lợi ích khá bí ẩn trong đó chính là không cần thiết sử dụng giấy tờ tùy thân. Suy cho cùng, có thể được khách sạn coi là khách VIP, vậy người đó ắt hẳn phải là nhân vật của công chúng, không thể làm giả. Sau khi cầm thẻ phòng, Chu Dương tiện thể đưa cô gái xinh đẹp lên. Mà điều bọn họ không biết là, sau khi họ đi vào, gương mặt hai nhân viên quầy tiếp tân tràn đầy sự ngưỡng mộ. Đối với một cô gái xinh đẹp như vậy, họ không có nhiều cảm giác lắm, chỉ cảm thấy đối phương cực kỳ xinh đẹp, có một khí chất khó nói thành lời. Còn Chu Dương, hễ là nhân viên nữ, không ai không kính trọng. Bây giờ họ thấy Chu Dương trò chuyện với một cô gái xinh đẹp vui vẻ như vậy, hơn nữa còn đích thân ra mặt làm thẻ phòng cho cô ấy, lòng nhất thời dấy lên sự ghen tị. Mau đoán xem, vừa nãy tôi nhìn thấy gì nào? Ngay sau đó, một nhân viên tiếp tân mở nhóm chat của nhân viên khách sạn lên, bên trong có gửi một tin nhắn, còn phối hợp một nhãn dán kinh ngạc, hưng phấn ở đằng sau. Thấy gì, tiểu lôi lôi, cô thấy gì mà kích động u mê quá vậy? Đúng vậy, không phải là Chu tiên sinh nói chuyện với cô, còn khen cô đấy chứ? Nháy mắt, nhóm chat bắt đầu sôi nổi, nhiều người nhao nhao hùa theo dò hỏi,
cũng có chút trêu đùa. Dù sao, không ít người bọn họ đều biết, tiểu lỗi lỗi này say mê Chu Dương. Hi hi, tôi vừa thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp, giống chị Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân, quan trọng là. Thời khắc mấu chốt, chờ cả cái nhóm chat đều không nhịn nổi nữa, tiểu lôi lôi mới tiếp tục gõ. Vừa nãy Chu Dương đích thân ra mặt làm thẻ phòng cho cô gái xinh đẹp đó. Tin nhắn vừa gửi đi, nhóm chat bỗng yên tĩnh mấy giây, sau đó hoàn toàn bùng nổ. Tranh luận trong nhóm chat, Chu Dương không hề biết, cũng không muốn biết. Dù sao, chuyện như vậy, trông cũng gần giống với tình huống nửa đêm bỗng nhiên gặp được người đẹp, nhưng thực tế, anh cũng không hề nghĩ như vậy, cũng không dám có ý nghĩ này. Phòng VIP ở tầng 7 của khách sạn, với ý nghĩa tâm linh của con số 7. Đây là điều lệ của rất nhiều khách sạn, cũng không thể coi là mê tín gì, chỉ là mang ý vui mừng. Chu Dương đang chuẩn bị tạm biệt sau khi đưa cô gái xinh đẹp tới cửa phòng. Có muốn vào uống cốc trà không? Đúng lúc này, cô gái đột nhiên mở miệng, đôi mắt xinh đẹp mập mờ lóe lên một tia sáng, sau khi dừng lại trên mặt Chu Dương một lát liền lặng lẽ tan biến. Chỉ là, hai gò má ửng hồng thì lại không thể giấu được. Được, Chu Dương thấy vậy, đột nhiên cởi mở vui vẻ, muốn trêu cô gái này một chút. Nếu đã mời tôi vào uống trà, vậy tôi sẽ vào, dù sao tôi cũng chẳng có gì phải sợ, suy cho cùng cũng chỉ là uống cốc trà thôi mà, cho dù có bị người khác nhìn thấy cũng chẳng sao. À, được, vậy anh vào đi. Cô gái rõ ràng là không ngờ Chu Dương lại đồng ý, hơn nữa còn vội vàng bước vào. Sau khi ngây người một lúc, cô cũng mở vừa phòng, mặc cho Chu Dương đi vào. Khóe miệng Chu Dương khẽ cười, càng thêm khẳng định ý nghĩ trong đầu. Cô gái xinh đẹp này chỉ nói bâng quơ, mang ý khách sáo nhiều hơn. Dù sao, không có Chu Dương giúp, tối nay cô cũng không thể ở lại khách sạn. Không có giấy tờ tùy thân, không chỉ có khách sạn Song Hỷ Lai, mà ngay cả những khách sạn khác, e là nhà trọ cũng không được ở. Trừ phi cô có thể về nhà, nhưng đêm muộn, người không đem theo giấy tờ lại muốn ở khách sạn, chắc là có chuyện gì đó khiến cô không muốn về nhà. Sau khi vào phòng, Chu Dương tùy tiện ngồi xuống. Cô có ngại khi cùng người bạn có duyên gặp gỡ này tâm sự, tại sao nửa đêm nửa hôm lại không về nhà. Chương 364. Chu Dương nói xong, ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt người đẹp, không định nhìn đi chỗ khác. Thật ra anh không phải hỏi cho có, suy cho cùng cũng chỉ mới quen biết người đẹp, quan hệ hai bên không thân thiết đến mức có thể thảo luận về những vấn đề này. Nhưng trong lòng Chu Dương như hiểu ra gì đó. Bỗng nảy lên nghi ngờ với cô gái trước mắt. Quả thật người đẹp này không thua kém bao nhiêu so với Tạ Linh Ngọc hay Thẩm Bích Quân. Cho dù là ở Trường Sa hay tỉnh Tương Tây thì không thể có người không biết. Nhưng sau khi Chu Dương đến Tương Tây, bất kể là Trần Gia, Chu Thiều Hoa hay là Trương Gia, đều không có ai nhắc đến sự tồn tại của cô gái xinh đẹp này. Cứ cho rằng đối phương biết anh đã kết hôn đi chăng nữa thì một người đẹp thế này, chỉ cần vô ý nhắc nhẹ cũng không là gì. Chu Dương cứ đinh ninh rằng người đẹp này không phải người tỉnh Tương Tây, hôm nay mới đến Trường Sa lần đầu, thậm chí là đi cùng người lớn trong nhà hoặc đi theo nhà chồng tới. Nhưng đến khi thấy cô xuất hiện ở quầy ba khách sạn thì anh biết suy đoán này không hề đúng. Vậy thì, người đẹp này là ai? Nội tâm Chu Dương bây giờ không khác gì một tấm gương, bất kể là dấu vết nào cũng không chạy thoát được ý muốn của anh. Nhưng rất rõ ràng cô không nghĩ tới Chu Dương sẽ hỏi về vấn đề này. Vốn dĩ cô mời Chu Dương vào phòng uống trà cũng chỉ là khách sáo. Nhưng Chu Dương vẫn đi thẳng theo, điều này làm cô không ngờ được, trên mặt hơi hơi ửng đỏ. Bây giờ Chu Dương lại đột ngột hỏi về vấn đề này càng làm gương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, thậm chí đến dũng khi nhìn vào mắt Chu Dương cũng không còn. Người đẹp do dự một chốc rồi bước nhẹ hai bước đến ngồi xuống sofa đối diện với Chu Dương. Vóc dáng mảnh mai cuộn người lên ghế, chiếc đầm dài mỏng manh che đi toàn thân, trông rất bắt mắt. Đặc biệt là trên gương mặt thanh tú đột nhiên hơi buồn bã, có cả vài nét mất mát, càng thu hút mê người. Tâm trí Chu Dương khựng một lúc rồi lập tức bình tĩnh lại. Chỉ trong phút chốc ban nãy, giống như anh đã bị hút vào từ trường của cô, chợt nảy ra ý nghĩ thương hai. Nhưng anh vẫn có phòng bị nhất định với lai lịch xuất thân của người đẹp trước mặt, vậy nên rất nhanh đã tỉnh táo trở lại. Cũng may vì vậy mà Chu Dương mới càng đề cao phòng bị và cẩn thận hơn. Có thể làm một kẻ luôn có phòng bị tốt như anh suýt chút sập bẫy, năng lực của người đẹp này cũng không tồi. Không nói có được không? Cô gái nghi hoặc chốc lát rồi lại nhẹ giọng nói. Chu Dương không trả lời, chỉ nhìn đối phương một cách bình tĩnh. Anh biết đây chỉ là một câu dò hỏi, cô gái này một khi chịu mở miệng thì đã có sự chuẩn bị nói thật lòng. Được rồi, thật ra tôi muốn trốn tránh người thân nên mới tới đây. Thấy Chu Dương không nói gì,
cô gái thở dài một hơi rồi chậm chậm nói. Giọng của cô rất nhẹ nhàng, đặc biệt là lúc này chỉ có hai là cô và Chu Dương ở trong phòng. Kỳ ảo, linh động cũng không thể diễn tả hết đặc điểm của chất giọng này. Chu Dương chỉ mới nghe giọng thôi đã thấy cực kỳ thoải mái, sảng khoái tinh thần. Nhưng người đẹp càng lúc càng nói nhiều, Chu Dương cũng theo đó mà biết được không ít thứ. Chấm chấm chấm, vì vậy người thân muốn đem tôi đặt cược để thu hút người giúp đỡ, để tăng thêm sức mạnh cho họ, hết cách, tôi không muốn làm theo ý họ nên đành một mình ra ngoài, qua hết đêm nay rồi tính tiếp. Cô gái xinh đẹp nói xong, chậm chậm thở hắt một hơi. Dường như nói ra hết những lời này thì cả người cô nhẹ nhàng đi rất nhiều, bứt rứt trong lòng cũng tan biến bớt. Nhưng Chu Dương nghe xong thì bắt đầu suy tư nhiều hơn. Bởi vì anh cứ cảm thấy những chuyện mà cô nói cỏ hơi quen thuộc, giống như đã từng nghe qua ở đâu, chỉ là bây giờ thì không nhớ rõ. Tuổi còn nhỏ đã bộc lộ tài năng, có danh tiếng vang dội, cực kỳ nổi tiếng ở Trường Sa hay thậm chí là cả Tương Tây. Cộng thêm dung mạo kiều diễm trở thành người tình trong mộng của rất nhiều người. Cả gia tộc cũng lấy cô làm niềm vinh hạnh, nhưng người đẹp cũng biết tất cả những thứ này chỉ là hư danh, vậy nên cô quả quyết muốn ra nước ngoài du học, mới trở về Trường Sa gần đây. Thế mà lúc cô vừa về lại bị người nhà sắp xếp đi xem mắt, muốn dùng cách này để chiêu tuyển người giúp đỡ góp sức cho gia tộc. Thật ra không chỉ bản thân cô, cả Chu Dương cũng biết. Mang danh nghĩa là xem mắt, nhưng thật ra chỉ là một kiểu liên hôn. Trước mặt thì nói là xem mắt, tôn trọng ý kiến hai bên. Nhưng trên thực tế, đến đối tượng xem mắt cũng là người lớn lựa chọn, cho dù cô quyết tâm đi nữa thì cũng không có cách nào làm trái ý. Vì vậy, cô nhân lúc người thân cũng có mặt ở yến tiệc giang gia, cô lén lút ra ngoài để bình tĩnh lại, cũng để người nhà bình tĩnh hơn. Lời giải thích này có thể nói là rất hoàn hảo. Nhất thời Chu Dương cũng không nhận ra có lỗi nào. Thậm chí trong lời giải thích này, hình tượng người đẹp dám đứng lên đấu tranh cũng được khắc họa rõ ràng. Chu Dương trầm lặng trong chốc lát, ánh mắt chăm chú nhìn cô gái, không nói gì. Anh đang nhớ lại, bởi vì hình như tối nay anh cũng từng loáng thoáng nghe được một lý do thế này. Là ở đâu nhỉ, bữa tiệc của Giang gia? Đột nhiên, trong đầu anh thoáng qua một ý nghĩ, tâm trí Chu Dương hoảng hốt, ánh mắt đang nhìn cô gái xinh đẹp cũng tỉnh táo hơn nhiều. Anh nhớ lúc trước mình đã từng nghe những lời này, hơn nữa còn là trong bữa tiệc tối ở Giang gia. Lúc đó, cũng là người đẹp này, chính miệng cô nói với Chu Dương về mục đích Giang gia tổ chức yến tiệc, chính là vì muốn kén rể cho Giang Yến, con gái của Giang Hành Nguyên. Khi đó Chu Dương không biết gì nhiều về Giang Yến này nên chỉ hỏi đại vài câu lấy lệ. Nhưng những thông tin người đẹp này đưa ra lại rất giống những lời cô nói hôm nay. Nhất thời, gương mặt Chu Dương không được tự nhiên lắm, anh hơi bất lực cười gượng gạo. Nếu anh không đoán sai thì người đẹp trước mắt này chính là Giang Yến, con gái của Giang Hành Nguyên nhà Giang gia, cũng là nhân vật chính của yến tiệc do Giang gia tổ chức. Chỉ là, bây giờ cô không ở bữa tiệc mà lại ở trước mặt mình, hai người lại còn là cô nam quả nữ ở chung một chỗ, một khi bị người khác biết được rồi truyền ra ngoài thì hậu quả thật khó lường. Xem ra anh đoán được rồi. Giang Yến nhếch mày một cái, nhìn biến hóa trên gương mặt Chu Dương rồi nhẹ giọng nói. Thật ra vốn dĩ cô không định nói ra với ai khác. Chỉ là đêm nay hiếm lắm mới gặp được một người thú vị như thế này, làm Giang Yến hơi động lòng. Đặc biệt là trong bữa tiệc, Giang Yến chứng kiến khí thể của Chu Dương khi đối diện với Dư Hồ và Đường Thế Văn, càng làm cô mở rộng tầm mắt. Tuy rằng Giang Yến không thấy được những gì xảy ra nhưng dựa vào việc anh dám thể hiện bản thân với Dư Hồ và Đường Thế Văn, điều này đủ để nói lên rằng anh không phải là một kẻ vô danh tiểu tốt. Chỉ là trong ấn tượng của Giang Yến, ở Trường Sa và cả Tương Tây không có kẻ nào như Chu Dương. Nếu có thì cô không thể không biết. Vì vậy bất giác, Giang Yến xem Chu Dương như một người đi theo người lớn trong nhà đến bữa tiệc để tạo mối quan hệ, nói ra những lời này với anh và bày tỏ những suy nghĩ trong lòng cũng không phải việc gì to tát. Dù gì đợi đến khi Chu Dương rời khỏi Tương Tây, cũng không ai biết được. Nếu đến mức này rồi mà tôi còn không đoán được thì chẳng lẽ tôi là đầu đất à? Một tiếng trước cô vừa nói với tôi vài điều về Giang Yến của Giang gia, bây giờ những thông tin đó lại trở thành thông tin của chính cô. Nội tâm Chu Dương hơi sao động, cười nhẹ nói. Đồng thời anh cũng bắt đầu hoài nghi. Theo lý mà nói, nếu người đẹp trước mặt này là Giang Yến thật, vậy thì không thể nào cô không biết mình là ai. Suy cho cùng, Giang Bắc là kẻ đã bại dưới tay anh. Trừ phi, Giang Yến vẫn chưa biết thân phận của anh. Chương 365. Trong lòng có chút nghi ngờ, Chu Dương cười khế nhìn Giang Yến. Anh cũng không có ý định nói ra suy nghĩ của mình. Thay vì nói ra nhưng không hỏi được kết quả, không bằng giả vờ hồ đồ, giả vờ như hai bên tình cờ gặp nhau,
là bạn bè xã giao cũng tốt. Ít nhất như vậy có thể nhìn xem rốt cuộc Giang Yến muốn làm gì. Xem ra trí nhớ của anh rất tốt, bây giờ vẫn có thể nhớ ra. Giang Yến khẽ che giấu khuôn mặt đang mỉm cười, đôi mắt cong lên giống như vầng trăng lưỡi liềm, cực kỳ xinh đẹp. Không phải cô nói muốn mời tôi uống trà sao, đun nước trước đi. Tôi nghe nói Giang gia ở tỉnh Tương Tây có một Giang Yến ngoại hình và tài năng tuyệt vời. Vẫn luôn khó gặp, không ngờ hôm nay lại có duyên đến vậy, Chu Dương cười nói. Giang Yến nghe thấy, tim đập loạn nhịp chốc lát, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cô thực sự đi đun nước, chuẩn bị rót trà cho Chu Dương. Chu Dương cũng vui vẻ nhìn Giang Yến tự mình làm, dẫu sao thì phụ nữ như Giang Yến trước đây nhất định là giống như một nữ thần, được tất cả đàn ông trên đời bao quanh ở giữa thương yêu đủ kiểu, xin gì được nấy. Một việc như vậy, đặc biệt là việc đun nước rót trà cho nam giới, nhất định là lần đầu tiên làm. Nhưng Giang Yến làm rất thành thạo, hoàn toàn không giống dáng vẻ lần đầu tiên. Chu Dương tất nhiên đã chú ý đến điểm này, chỉ là anh không hề nhắc đến. Lúc này, Chu Dương càng tò mò hơn về Giang Yến. Nhìn biểu hiện của Giang Yến này, từ cuộc gặp đầu tiên trong bữa tiệc tối nay đến bây giờ, không giống dáng vẻ như các cậu ấm cô chiêu của gia tộc lón. Cũng không giống dáng điệu của những người phụ nữ làm việc nôn nóng. Trái lại, Giang Yến có vẻ điềm tĩnh và dịu dàng hơn. Giống như chỉ cần cô ấy có mặt thì có thể khiến mọi người cảm thấy trong lòng bình tĩnh tốt lành, sẽ không có quá nhiều vội vàng. Phát hiện điểm này khiến Chu Dương hơi sững sờ, bởi vì anh thấy mọi chuyện hình như quả thật là như vậy. Trước đây bản thân anh có mâu thuẫn rất sâu sắc với Giang gia, gần như không thể hóa giải. Theo lý mà nói thì bất kể người nào của Giang gia đứng trước mình, anh chắc chắn sẽ có tâm lý bài xích nhất định. Nhưng bây giờ, một mình anh cùng Giang Yến ở riêng trong phòng, trong lòng không những không có bài xích, mà ngược lại ngày càng hưởng thụ việc ở riêng như vậy. Thế nào, bây giờ đã gặp, có phải rất thất vọng không? Hoàn toàn khác với những gì anh nghĩ, Giang Yến cười nhìn Chu Dương, trong mắt cũng hơi tò mò. Cô cảm thấy trong lòng tôi nghĩ cô như thế nào? Chu Dương ngả người ra sau, dựa vào ghế sofa, thản nhiên cười. Anh đang thăm dò. Dò xét xem Giang Yến rốt cuộc có thực sự không biết mình hay không, cũng để thăm dò Giang Yến gặp anh trong bữa tối hôm nay, sau đó lại gặp anh tại khách sạn, có phải tất cả thực sự là một sự trùng hợp? Giang Yến khẽ mỉm cười, không trả lời ngay. Trong một lúc, căn phòng trở nên yên tĩnh. Hai người, cô nam quả nữ cùng nhau ở trong một căn phòng. Nếu đổi sang người khác, hễ một trong số họ có một số tâm tư, lúc này sẽ giống như củi khô bén lửa, không phải như Chu Dương và Giang Yến thế này. Hai người trừng mắt nhìn nhau, im lặng không nói chuyện. Ha ha, được thôi, chẳng qua tôi thực sự muốn biết, cô có giống như nữ thần của tất cả các thanh niên tài giỏi ở tỉnh Tương Tây. Bây giờ Giang gia vì để chuẩn bị cho bữa tiệc như vậy, tại sao cô muốn rời khỏi đó? Chu Dương xua tay, khế nhún vai hờ hững nói. Đừng nói với tôi là cô không muốn tiếp nhận sự sắp đặt của gia tộc. Lý do như vậy thật sự rất miễn cưỡng. Nghe thấy lời nói của Chu Dương, Giang Yến thờ ơ cười nhẹ. Trong lòng đương nhiên hiểu Chu Dương có ý gì. Quả thật cô là nữ thần trong lòng của hầu hết những thanh niên tài giỏi ở tỉnh Tương Tây, trước khi đi du học nước ngoài đã nhận được nhiều sự chú ý. Cô du học trở về chưa đầy một tuần, bây giờ một số thanh niên tài giỏi ở tỉnh Tương Tây gần bằng tuổi cô đã sốt sắng, đến tham dự bữa tiệc của Giang gia. Cô đã ra ngoài, chắc là không nói cho người nhà. Bây giờ sợ rằng bữa tiệc cũng không yên bình, đợi sau khi cô quay về, đã nghĩ ra cách làm sao giải thích chưa? Chu Dương lại tiếp tục hỏi. Giang Yến khẽ cúi đầu xuống, im lặng, thành thật mà nói, có một số chuyện cô không cần phải nói với người khác, càng không phải nói với Chu Dương, người mà hôm nay cô mới quen biết. Cô còn chưa không hiểu rõ đối phương, càng không nên xảy ra chuyện thổ lộ tiếng lòng như vậy. Chẳng qua sau khi nghĩ một chút, trong lòng Giang Yến càng cảm thấy có hơi tắc nghẽn. Nếu không chút hết tâm sự, cô cảm thấy rằng mình có thể bị trầm cảm. Thực ra cũng không có gì để nói. Trong thời đại này, bây giờ còn có cái gọi là kén rể, sắp xếp liên hôn. Đổi lại là anh sẽ thản nhiên chấp nhận hay anh sẽ chống lại, tranh thủ cho chính mình. Giang Yến giữ vững tinh thần, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn Chu Dương. Ngay sau đó cô hỏi ngược lại anh, dẫu sao bản thân anh là người ở rể, cũng chưa hề suy nghĩ đến vấn đề như vậy. Bây giờ bị người khác hỏi đột ngột, thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Sau một hồi suy ngẫm, Chu Dương dường như đã có câu trả lời. Kỳ thực câu hỏi như vậy, nếu đổi thành người khác, trong tình huống địa vị giống nhau thì hoàn toàn không khó để trả lời. Chỉ cần là con người, không ai không muốn nắm chắc vận mệnh của chính mình. Điểm khác biệt là có người có thể nắm vững,
mà có người gặp khó khăn, thậm chí vận mệnh của bản thân luôn bị người khác điều khiển. Chu Dương là người ở rể, có thân phận vị trí khác biệt trong vấn đề này. Thân phận vị trí khác nhau thì không thể phản bác cũng là chuyện bình thường. Nếu đổi lại là tôi sẽ tranh giành một chút, chẳng qua bây giờ nói chuyện này không quan trọng nữa rồi, dẫu sao tôi cũng đã kết hôn. Chu Dương cười gượng một tiếng, nghĩ về tình hình bản thân hơn 3 năm trước đây khi ở rể Tạ gia. Mặc dù anh luôn dành tình yêu cho Tạ Linh Ngọc, nhưng dù sao luôn có sự khác biệt lớn giữa chủ động và bị động. Anh đã kết hôn rồi sao? Giang Yến hết sức ngạc nhiên khi nghe Chu Dương nói rằng anh đã kết hôn. Rất rõ ràng, cô không ngờ người đàn ông đang nói chuyện trước mặt mình lại thực sự là một người đã có gia đình. Trong nháy mắt, trong lòng Giang Yến thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong mờ mờ ảo ảo, có một chút tò mò. Chu Dương mang đến cho cô một cảm giác rất khác biệt với những người đàn ông cô từng gặp, từng quen biết trước đây, thậm chí là bố cô. Nhìn không giống sao, thật ra, tôi cũng là một người có câu chuyện. Chu Dương khẽ nhếch miệng lên, che giấu nụ cười đau khổ, rành mạch kể ra chuyện giữa mình và Tạ Linh Ngọc. Câu chuyện giữa Chu Dương và Tạ Linh Ngọc không dài lắm. Chuyện trong thời đại học đơn giản chỉ là tình yêu đơn phương của Chu Dương. Tình cảm thực sự giữa hai người cũng chỉ là 3 năm sau khi anh ở rể. Trong 3 năm qua, tình hình của hai người cũng chỉ là tôn trọng nhau như khách hàng. Mối quan hệ là vợ chồng, nhưng không thân mật như trong tưởng tượng. Câu chuyện rất ngắn, khoảng 10 mất phút thì Chu Dương đã nói xong. Kỳ thực cô thấy đấy, trên thực tế tôi vậy mà lại là một người ở rể. Chu Dương giang tay, bất lực nói. Giang Yến chăm chú nhìn Chu Dương. Sau một hồi im lặng, đột nhiên lên tiếng. Thực ra anh là một người tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 24.